Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 86. Diệp Huyên lắc đầu, nếu ta kiếp trước chính là tiên tri thì cô gái váy trắng là sao? Thanh Nhi từng nói kiếp trước của ta có liên quan đến nàng. Hơn nữa, huyết mạch không đơn giản của ta lại là chuyện thế nào nữa? Tầng 9 im lặng hồi lâu mới thở dài, nên ta cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Diệp Huyên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì kiếp trước của ngươi cũng không đơn giản đâu. Mà ta tò mò, cái nhìn của ngươi về kiếp trước là thế nào? Diệp Huyên cười, còn thế nào nữa, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, không phải ư? Tầng 9 cũng cười, tâm tính ngươi cũng tốt đấy. Thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu. Nói đi, cô gái váy trắng kia rốt cuộc là ai? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không rõ. Nàng ấy là ai? Lai lịch của nàng ấy là gì? Bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết nàng ấy đã vô địch từ giây phút xuất hiện. Cho dù hắn đi đến đâu, gặp được ai, tất cả đều không chịu nổi một kiếm của nàng. À, có lẽ đệ cửu mạnh đến nỗi không thèm nói lý kia có thể, nhưng tiếc rằng nàng ta cần được nạp điện mới tỉnh. Mà hắn lại không hiểu nạp điện là gì. Chỉ cần đệ cửu tỉnh lại, cả phệ linh tộc há chẳng phải một đống rác bên đường sao. Cho dù là ở thế giới thời đại bạch khắc này, nàng ta cũng có thể mặc sức tung hoành. Dù sao trong số những người hắn quen biết, chắc chỉ có chủ nhân ba thanh kiếm trên đỉnh tháp và tiên tri mới có thể trấn áp đệ cửu. Tiếc rằng hắn không biết nạp điện. Bỗng Huyền Ngoa lên tiếng, người nói chuyện với ngươi rất mạnh. Diệp Huyên nhìn nàng ta, người cảm nhận được y ư? Đối phương gật đầu, nhưng dường như y không thể đi ra. Hắn cười, đúng vậy, người cho ta biết y mạnh đến mức nào được không? Hắn vẫn luôn tò mò về sức mạnh của tầng 9 này. Huyền Ngoa trầm ngâm một hồi rồi nói, mạnh hơn ngươi. Chấm chấm chấm. Ha ha ha. Người được nhắc đến phá ra cười, dị thú này thú vị đấy. Diệp Huyên lắc đầu. Cảm thấy Huyền Ngoa tuyệt đối đang cố ý chê hắn. Nàng ta lại lên tiếng, ngươi thì hơi yếu. Lại còn nhấn mạnh nữa, Diệp Huyên im lặng. Huyền Ngoa, có muốn mạnh lên không? Ngươi có thể giúp ta sao? Nàng ta lắc đầu, ta thì không, nhưng ta có thể đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyên, có phải nơi mà nhân loại từng ở vào thời bạch khắc không? Huyền Ngoa gật đầu, họ tuy chết nhưng đều để lại truyền thừa của mình. Tất nhiên, ta cũng không dám chắc. Diệp Huyên hỏi, vì sao ngươi muốn giúp ta mạnh lên? Huyền Ngoa, trước kia ta đã thấy ngươi dùng tòa tháp đối phó dị thú kinh, rõ ràng thực lực của ngươi không đủ để phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Về sau nếu chúng ta còn phải đánh ả, cần phải có ngươi trợ giúp mới có thể trấn áp ả. Diệp Huyên hạ giọng, ta và Tiểu Phản liên thủ lại cũng không được ư. Huyền Ngoa cong môi, ngươi đã quá xem thường ả rồi, nhân loại à. Lấy ví dụ hiện tại, nếu ả không dám tiếc bất kỳ giá nào thì cho dù không giết được thiên mạch giả cũng sẽ giết được ngươi, trừ khi có người trong tháp đi ra giúp ngươi. Diệp Huyên im lặng. Huyền Ngoa tiếp lời, về sau ngươi sẽ biết ả khủng khiếp như thế nào. Bây giờ thì ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, hy vọng ngươi sẽ may mắn. Nàng nói xong thì đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn sang, thấy Tiểu Phản ôm chú chó nhỏ đến trước mặt hắn. Bèn cười hỏi, có muốn đưa nhóc này về trước không? Cô bé lắc đầu, nhìn theo hướng Huyền Ngoa đi. Hắn cười, vậy chúng ta cùng đi. Tiểu Phản gật đầu. Cứ thế, hai người, một chó, một dị thú cùng cất bước hướng về dãy núi đằng xa. Trên đường, Huyền Ngoa nhìn Tiểu Phản rồi cười nói, nhân loại, suốt bao năm qua, ngươi là dị thú, à không, là người duy nhất có thể đến gần cô bé này, trừ con chó kia. Diệp Huyên dịu dàng vuốt ve đầu cô bé, ta muốn dẫn cô bé ra ngoài. Huyền Ngoa, ta phải nhắc ngươi một câu, thiên mạch giả này mang trên mình nhân quả rất lớn, nếu ngươi mang nó đi, e rằng sẽ. Nàng ta bỏ dở câu nói tại đây, khiến Diệp Huyên không thể không hỏi, sẽ thế nào? Huyền Ngoa lắc đầu, trước tiên phải ra ngoài được đã. Đúng lúc này, tầng 9 bỗng xen vào, tiểu tử đừng lo. Nhân quả nhân quyết gì đó đều có người gánh thay ngươi hết rồi. Diệp Huyên. Huyền Ngoa đưa mắt sang, nhàn nhạt nói, các hạ, e rằng người nọ sẽ không chịu nổi nhân quả của thiên mạch giả đâu. Tầng 9 cười ha hả, người đùa cái gì mà hài thế.
Ngay cả nhân quả của tiên tri mà người đó còn gánh được, huống chi là một thiên mạch giả. Huyền Hoa vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt, vậy ngươi không biết gì về thiên mạch giả cả. Vậy ngươi không biết gì về người phụ nữ, à, vị tiền bối kia cả. Huyền Hoa, thiên mạch giả, trời sinh dị mạch, mạch do trời cao ban cho, ngươi có biết điều này có nghĩa gì không? Tầng 9, không, ta chẳng biết gì cả, chỉ biết không có gì là không thể giải quyết trong một kiếm với người phụ nữ kia. Nếu có thì tối đa hai kiếm. Thấy Huyền Hoa còn đang định mở miệng, y chặn họng, ngươi còn cãi nữa lão ta đi ra đánh đấy. Diệp Huyên nghe mà cảm thấy có chút buồn cười. Có thể thấy trong lòng tầng 9, cô gái váy trắng đã vô địch thiên hạ. Huyền Hoa chỉ liếc liếc phần bụng Diệp Huyên rồi không nói gì nữa. Bởi nàng ta cho rằng người bên trong không thuộc về cùng thời đại với mình, chưa từng chứng kiến sự khủng bố của thiên mạch giả, vì vậy có nói thế nào nữa cũng vô dụng. Tầng 9 cũng không tiếp tục. Bởi Huyền Hoa này chưa từng nhìn thấy người phụ nữ kia đáng sợ nhường nào, y có nói gì cũng như nước đổ lá khoai. Bốn bể bỗng trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, tiền bối, người cho rằng cô gái váy trắng và tiên tri, ai lợi hại hơn ai? Thấy đối phương không đáp, hắn cười, người cũng không biết sao. Tầng 9 thấp giọng thở dài, ta cũng từng nghĩ về vấn đề này, nhưng lại không thể trả lời. Vì sao? Diệp Huyên không hiểu. Tầng 9, bởi vì ta không biết thực lực chân chính của họ mạnh đến đâu, nhưng theo ta thì mỗi người mạnh theo một cách khác nhau. Vì sao lại nói vậy? Sức mạnh của tiên tri nằm ở kiến thức, hắn ta hiểu biết thế giới này rõ như lòng bàn tay, từ không gian, duy độ, thời gian, luân hồi đều được nghiên cứu cặn kẽ. Mà sức mạnh của người phụ nữ kia thì chính là sức mạnh đơn thuần. Có kiếm trong tay, nàng ta vô địch thiên hạ, vì vậy ta cũng không thể trả lời ai mạnh hơn ai, trừ khi bọn họ xông vào đánh nhau một trận. Mà ai cũng mạnh hơn ta hết, có đánh ta như tử cũng là thường. Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, Huyền Hoa nói, ngươi nhìn nơi kia kìa. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, thấy một dị thú đang ngồi xổm cách đó không xa. Hắn không khỏi nheo mắt lại, bởi đây chính là con vượn khổng lồ hắn từng gặp lúc đến đây. Nó ngồi đó với thân hình đồ sộ như một quả núi, trông đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên quay sang hỏi Huyền Hoa, đây là dị thú gì vậy? Nàng ta cười, là lệ viên. Sở hữu thân hình khổng lồ nhất trong tất cả các dị thú. Diệp Huyên, còn sức mạnh. Huyền Hoa chỉ mỉm cười. Nụ cười này khiến Diệp Huyên rùng mình, bởi hắn nhận ra con vượn kia không bằng Huyền Hoa. Con vượn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Huyên thì khẽ cau mày, khi thấy Tiểu Phạn đứng bên thì quan sát một hồi, đoạn chậm rãi đứng lên nhường đường. Diệp Huyên không khỏi cười, Huyền Hoa cô nương thật là có uy. Nhưng nàng ta lắc đầu. Thường ngày nó không biết điều như vậy đâu, phải đánh một trận là ít, lần này là nhờ có thiên mạch giả. Diệp Huyên, nó sợ thiên mạch giả lắm sao? Huyền Hoa gật đầu, dị thú nơi này không dám tùy tiện giỡn mặt với thiên mạch giả, không chỉ vì sức mạnh mà còn vì chúng ta từng được vị thiên mạch giả kia cứu. Trong mắt chúng ta, Tiểu Phạn là thiên mạch giả, cũng chính là truyền nhân của vị kia, vì vậy chúng ta đều sẽ tôn trọng cô bé. Diệp Huyên hạ giọng. Vậy tại sao dị thú kinh muốn giết Tiểu Phạn? Huyền Hoa liếc hắn, nói rõ nhé, người ả muốn giết là ngươi. Diệp Huyên. Huyền Hoa, nếu không phải ngươi thì ả cũng chẳng dại gì đi trêu vào thiên mạch giả. Ở nơi này, thiên mạch giả là người đồng thời uy hiếp ả nhiều nhất và ít nhất. Diệp Huyên khẽ hỏi, thiên mạch giả không có xung đột về lợi ích với ả ta nên uy hiếp ít nhất, nhưng không chịu sự khống chế của ả nên cũng trở thành uy hiếp lớn nhất, đúng chứ? Một tia tán thưởng lóe lên trong mắt Huyền Hoa, không sai. Nhưng bây giờ thì thiên mạch giả đã thành uy hiếp lớn nhất rồi, bởi cô bé muốn bảo vệ ngươi, mà ả lại không thể không giết người. Diệp Huyên nhíu mày, theo ta thấy thì dị thú kinh cũng không phải hạng ngu ngốc, vì sao cứ khăng khăng phải giết ta? Chẳng lẽ vì trên người ta có khí tức của tiên tri? Huyền Hoa, ả muốn giết ngươi không chỉ để chút giận mà có lẽ còn nhắm đến vật trong tay ngươi. Diệp Huyên cau mày, tòa tháp. Huyền Hoa đưa mắt sang, có lẽ còn có gì khác nữa. Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyên co lại. Mẹ nó, đừng nói là dị thú và dị thú kinh có thể cảm nhận được thư phòng tiên tri trên người hắn chứ. Hắn càng nghĩ càng thấy điều này có khả năng. Vậy thì nguy to rồi.
Bỗng Huyền Ngoa lên tiếng, người cứ yên tâm, chúng ta không giống với dị thú kinh, chỉ muốn ra ngoài mà thôi, tạm thời không có xung đột gì về lợi ích với ngươi. Diệp Huyền nhắc lại, tạm thời. Huyền Ngoa cong môi, nhân loại các ngươi có câu, không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, đúng không? Diệp Huyền cũng cười, xem ra ngươi rất thích văn hóa của nhân loại nhỉ. Huyền Ngoa, nhân loại là một chủng tộc thú vị. Từ rất lâu trước kia, các ngươi đoàn kết hơn bất kỳ chủng tộc nào, rồi lại là chủng tộc chém giết nhau tàn bạo nhất. Nhưng không thể không thừa nhận rằng các ngươi sở hữu năng lực học tập vô cùng mạnh mẽ, lại còn có sức sáng tạo vô biên. Vũ trụ này nhờ có sự tồn tại của các ngươi mà trở nên muôn màu muôn vẻ, bằng không đã chẳng có những nền văn minh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyền cười cười, ta tưởng ngươi xem nhân loại là kẻ thù chứ. Huyền Ngoa lắc đầu, vì sao? Ta đã nói rồi, vũ trụ này không thuộc về bất cứ chủng tộc nào cả. Ta còn biết nơi nào có sự sống, nơi ấy sẽ có tranh giành. Ngươi cảm thấy chúng ta đi ra ngoài rồi sẽ có được an bình sao? Diệp Huyền, chắc chắn sẽ không. Một khi dị thú ra ngoài, ắt sẽ tạo thành đại loạn. Huyền Ngoa cười, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị hết những gì có thể. Diệp Huyền im lặng, cảm thấy dị thú không đáng sợ, đáng sợ là dị thú có văn hóa cơ. Bỗng nhiên Huyền Ngoa dừng bước, đưa tay chỉ về trước, thấy nơi đó không? Diệp Huyền nhìn theo, thấy được một ngọn núi khổng lồ với một tòa cung điện trên đỉnh. Đó là... Ngươi đi đi, Huyền Ngoa nói. Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi không đi cùng ta. Trong vòng nghìn dặm ở nơi này, dị thú sẽ không bước vào. Vì sao? Huyền Ngoa nhìn hắn, đây là sự tôn trọng với cường giả. Diệp Huyền nghĩ, quả nhiên dị thú, yêu thú hay nhân loại đều hành sự theo tôn chỉ thắng làm vua, chỉ là hai chủng tộc đầu có hơi trắng trợn chút thôi. Hắn nhìn sang Tiểu Phạn, cô bé có thể đi cùng ta không? Huyền Ngoa, sự xuất hiện của thiên mạch giả chính là tôn trọng với vị kia. Diệp Huyền lại hỏi, còn ta? Ngươi? Nhân loại à, ta không muốn nói chuyện trái lương tâm, ngươi đừng hỏi ta nữa nhé. Cái quỷ gì vậy, mặt Diệp Huyền thoát cái đen xì, quyết định không hỏi nữa mà dắt Tiểu Phạn đi. Một chốc sau, hai người một chó đã biến mất khỏi tầm mắt. Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, ngoại trừ chiếc sừng trên đầu ra thì trông không có gì khác người bình thường. Ông ta dõi mắt về nơi xa, nói, khó mà tin được hắn có thể khiến thiên mạch giả tin tưởng đến vậy. Huyền Ngoa, dị thú kinh đang làm gì? Đối phương cười, đang chữa thương. Chó địa ngục và con đại bàng kia đã đến tìm ả, phỏng chừng là muốn cậy nhờ. Huyền Ngoa khẽ nói, xem ra ả tuy bị phong ấn nhiều năm nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Chúng ta thật sự phải đặt niềm tin lên người này sao? Huyền Ngoa nhìn ông ta, chẳng lẽ người còn cách nào hay hơn? Thấy người kia im lặng, nàng ta tiếp lời, chớ xem thường hắn. Vì sao lại nói vậy, người đàn ông hỏi. Huyền Ngoa, người nghĩ một người tầm thường sẽ có thể khiến thiên mạch giả tin tưởng hắn đến vậy sao? Nói cũng phải. Ông ta gật gù, nhìn về phía xa, cô đoán xem hắn ta có đạt được truyền thừa của người kia không? Huyền Ngoa khẽ đáp, ta đã cho hắn cơ hội, lấy được hay không thì phải xem vận may của hắn. Nàng ta lìa mắt nhìn sang, tình hình thế giới bên ngoài ra sao rồi? Người đàn ông cười, tiên tri đã biến mất, không còn ai là đối thủ của chúng ta. Nào ngờ sắc mặt Huyền Ngoa lạnh đi, ngu xuẩn. Người đàn ông biến sắc, không dám hé miệng nữa. Huyền Ngoa quắc mắt nhìn ông ta, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được ôm lòng xem thường. Ngươi có thể không tôn trọng đối thủ, nhưng ngươi phải thận trọng trước bất kỳ đối thủ nào. Đối phương khẽ cúi đầu, ta đã hiểu. Huyền Ngoa, tuy bên ngoài đã không còn là thời đại của chúng ta nữa, nhưng thời đại nào mà lại không có những người kinh tài tuyệt diễm. Trong cơ thể thiếu niên kia, có người nói về một cô gái váy trắng đang thay hắn ngăn cản nhân quả, người đi điều tra xem nàng ta là ai. Người đàn ông do dự một phen, có thể y chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi. Huyền Ngoa, tự cổ chí kim, vô số người đã thất bại vì bỏ qua những chi tiết nhỏ. Nàng ta bắn một ánh mắt lạnh lùng sang, đi điều tra cũng không chết ai đâu. Đối phương hạ giọng, nếu nàng kia thật sự rất mạnh thì sao? Huyền Ngoa nhìn về phương xa, khẽ nói, phải xem đến trình độ nào.
nếu không thua kém chúng ta thì đừng nghĩ đến những thứ viển vông kia nữa, lập tức hợp tác với hắn. Nếu mạnh hơn chúng ta thì nhanh chóng kết thiện duyên với hắn. Còn nếu yếu hơn nhiều... chấm chấm chấm. Ở nơi xa, Diệp Huyên đang dẫn Tiểu Phạn và con chó cỏ chậm rãi đi vào núi. Trên đường đi, hắn hỏi, tiền bối thấy dị thú huyền ngoa kia thế nào? Tầng 9 đáp, tiểu tử, người phải biết ngưu ma trước quỷ gì cũng là mây bay trước sức mạnh. Dị thú hay nhân loại đều có lòng tôn trọng với cường giả. Mà ngươi hiện nay lại không đủ mạnh, nên người ta có muốn bẫy ngươi hay xem thường thì ngươi cũng phải dáng mà chịu, hiểu chưa? Thấy hắn im lặng, y lại nói, việc cần kíp hiện nay là gia tăng sức mạnh. Ngươi bây giờ cứ hở tí là liều mạng với kẻ khác, không sợ có ngày đi đứt luôn cái mạng à? Y dừng lại một thoáng, tiểu tử, giúp ta một việc được không? Diệp Huyên tỏ vẻ tò mò, việc gì? Ngươi viết gì chúc ấy, nói là xảy ra chuyện bất ngờ, không liên quan đến ta, bảo cô gái váy trắng kia đừng đến tìm ta tính sổ. Diệp Huyên đen cả mặt, tiền bối à, ngươi dù gì cũng là cường giả siêu cấp, sao cứ nhắc đến nàng là lại như chuột sợ mèo thế? Thấy tầng 9 im lặng hồi lâu, hắn định nói tiếp thì bị y cướp lời, dù sao nàng cũng sẽ không giết ngươi, ngươi biết cái gì mà nói. Nhưng trừ ngươi ra, ta có cảm giác rằng thế giới này trong mắt nàng chẳng khác gì một ổ kiến hôi, chỉ cần nhấc tay là có thể bóp chết. Mà ta cùng lắm thì là con kiến càng thôi. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng. Nhớ đến người phụ nữ kia, trong đầu Diệp Huyên dần nổi lên từng hình ảnh khác nhau. Lần đầu hắn thấy cô gái váy trắng là ở trên thuyền Túy Tiên Lâu, lúc đó nàng tung một chiêu kiếm, diệt được cường giả đứng đầu Túy Tiên Lâu. Mà khi ấy nàng chỉ là một phân thân. Trong ấn tượng của Diệp Huyên, cô gái váy trắng quả thật đối xử rất tốt với hắn. Hắn biết, thế gian này sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình, vì thế hắn thật sự rất tò mò quan hệ của mình và cô gái váy trắng ở kiếp trước. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên, Tiểu Phạn và con chó cỏ kia đã đến được chân núi của tòa cung điện kia. Dưới chân núi là một vùng cỏ dại cao đến vài trượng, nhìn là biết chỗ này đã lâu lắm rồi không có người hoặc dị thú nào đến. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tòa cung điện kia, trong lòng có chút tò mò, bên trong cung điện kia sẽ là cường giả ra sao đây? Mà lúc này, Tiểu Phạn nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Diệp Huyên nhìn cô bé lại sờ sờ bụng của mình. Đói bụng rồi. Diệp Huyên cười ha ha, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phạn rồi cười nói, trời đất bao la, Tiểu Phạn là lớn nhất, chúng ta ăn cơm trước đã nhé. Nghe Diệp Huyên nói thế, Tiểu Phạn như nghĩ đến điều gì mà mở to mắt, trong mắt lấp lánh những cảm xúc trước nay chưa từng có. Diệp Huyên bắt đầu làm cơm. Chưa được bao lâu sau, Diệp Huyên đã làm ra được một bàn đồ ăn ngon, mà Tiểu Phạn ở cạnh vẫn luôn chăm chú xem hắn làm. Trên bàn cơm, Tiểu Phạn xé một cái đùi gà đưa cho Diệp Huyên, rồi lại xé bên đùi còn lại đưa cho chó cỏ, sau đó cô bé mới bắt đầu ăn. Diệp Huyên nhìn Tiểu Phạn đang ăn miệt mài ngon lành trước mắt, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác rất vui vẻ. Lúc này, tầng 9 đột nhiên khẽ thở dài. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, người thở dài gì vậy? Tầng 9 nói, đệ cửu lúc trước, là cái cô gặp người là giết ấy, nàng ta căm hận nhân loại đến thế, nhưng lại không hận ngươi, không chỉ không giết ngươi mà còn có cảm tình với ngươi nữa. Mà bây giờ, thiên mạch giả mạnh mẽ này cũng chỉ vì ngươi cho ăn một bữa cơm là đã tín nhiệm ngươi đến thế. Ngươi không cảm thấy điều này rất bất bình thường sao? Diệp Huyên hơi không hiểu, có gì mà bất thường. Tầng 9 lại nói, ngươi biết trong lòng ta nghĩ như nào không? Diệp Huyên hỏi, như nào cơ? Thời niên thiếu, ta thích xem vài tiểu thuyết hiệp nghĩa, mà ngươi lại giống mấy nhân vật chính trong đấy, sâu trong ngươi đã có vận may trói lòa bao phủ, là kiểu cho dù có gặp phải nguy hiểm đến mức nào cũng không chết ấy. Mà không chỉ không chết, sau khi qua được đại nạn, tất sẽ có kỳ ngộ. Ngươi nhìn lại bản thân đi, ban đầu ngươi nghĩ đến đây sẽ gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng bây giờ ngươi không chỉ có thêm một thiên mạch giả bên cạnh, mà còn gặp được các kỳ ngộ khác nữa. Ngươi nói xem, ngươi có giống nhân vật chính trong tiểu thuyết hiệp nghĩa không? Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, nếu ta mà là nhân vật chính trong tiểu thuyết thì còn thảm như vậy à? Ngươi nhìn đi, ta đi một mạch đến bây giờ đã chịu bao nhiêu khổ rồi. Tầng 9 lạnh lùng nói, ngươi mà thảm. Đại ca, ngươi đừng có nói đùa. Trừ việc ban đầu đúng là chịu chút khổ thật,
còn sau này ngươi nhìn lại thử đi, cuộc đời ngươi cứ như một trò lừa vậy. Trước tiên nói một chút về chỗ dựa của ngươi đã, khỏi bàn đến cô gái váy trắng, ngươi nhìn lại vài thế lực khác chống sau lưng mình đi, lúc ở đại thế giới huyền hoàng, lão tổ của những thế lực tông môn mạnh mẽ kia đều biết ngươi, ngươi không thấy bất thường à? Ban đầu ta còn nghĩ muội muội ngươi phiền thật sự, nhưng giờ ta sai rồi. Nàng ta không phải là gánh nặng của ngươi, ngươi mới là gánh nặng của nàng. Nói chung, ngươi cứ cẩn thận ngẫm lại đời mình đi, cuộc đời ngươi tuy gặp phải nhiều đau khổ, nhưng lần nào cũng hóa nguy thành an, mà sau khi chuyển an rồi thì thực lực lại tăng như gió, không phải à? Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói, ngươi nói cũng đúng thật. Tầng 9 lại tiếp lời, trực giác nói cho ta biết, đối địch với ngươi thì không có kết quả gì tốt cả. Ngươi nhìn tầng 8 kia đi, tên đó đúng là ngu, cứ đòi đối nghịch với ngươi, đấy, còn chẳng được toàn thây. Diệp Huyên cười, tiền bối, người càng nói lại càng tỏi ra thêm nhiều chuyện đấy. Tầng 9 vẫn chưa ngừng, dù sao ngươi cũng là một người đặc biệt, cho dù không phải là nhân vật chính thì cũng là con của nhân vật chính thôi. Đều là một cuộc đời gian dối. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, Tiểu Phạn bỗng buông đũa xuống. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Phạn, ăn no chưa? Tiểu Phạn gật đầu, thế nhưng cô bé lại nhìn đồ ăn trên bàn, vẫn còn nhiều lắm. Diệp Huyên cười nói, khi nào đói ta lại làm cho ăn. Tiểu Phạn mở to mắt nhìn hắn rồi gật gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, hắn nắm lấy tay Tiểu Phạn, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên không dẫn Tiểu Phạn phi hành, như Huyền Ngoa nói, đây là một sự tôn trọng. Cường giả nên được tôn trọng. Tất nhiên người yếu cũng nên được tôn trọng. Trong suy nghĩ của hắn, tôn trọng người khác là một loại giáo dưỡng của con người, điều này không liên quan gì đến thân phận, địa vị hay thực lực của người khác. Vì thế, rất nhiều lúc hắn cũng tán thành với một vài suy nghĩ của tiên tri. Có lẽ sẽ không thể đưa chúng sinh đến cán cân bình đẳng hoàn toàn, nhưng thế giới cũng không nên bị biến dạng đến mức này. Diệp Huyên hắn cũng không phải thánh nhân. Sở dĩ hắn có suy nghĩ như thế là vì lúc trước khi còn ở nhà họ Diệp ở Thanh Thành, khi mẫu thân vừa rời đi, hắn và muội muội đã bao giờ nhận được sự tôn trọng của người khác. Bởi vậy hắn chưa bao giờ khinh thường người yếu hơn mình. Bởi vì hắn biết bản thân cũng từng là kẻ yếu. Nhưng hắn cũng biết, nếu muốn chúng sinh bình đẳng như cách tiên tri từng làm, đó là một chuyện khó khăn đến mức nào. Đó không phải chuyện cứ mạnh là sẽ làm được. Nhân tính là thứ khó khống chế nhất trên đời này. Và quả thật, mạnh như tiên tri rồi cũng thất bại. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn dẫn Tiểu Phạn bước từng bước lên núi, chẳng mấy chốc cả hai lên được đến đỉnh núi, trên đấy chỉ có một tòa cung điện. Cung điện đen kịt, tản ra một luồng khí âm u. Không phải nơi tốt lành gì. Diệp Huyên nhìn về phía cửa lớn của cung điện, nơi đó có khắc ba chữ lớn Tử Nhân Cung. Tử Nhân Cung. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là nơi nào? Diệp Huyên nói, tiền bối, người có cảm nhận được nguy hiểm không? Tầng 9 đáp, không cảm nhận được. Diệp Huyên nghĩ một lát, sau đó dẫn Tiểu Phạn đi về phía cung điện kia. Có Tiểu Phạn ở đây, mình sợ cái gì? Lúc đẩy cửa lớn của tòa cung điện kia ra, một luồng khí âm u đến thấu xương sộc thẳng vào mặt, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vội vàng thả kiếm khí ra để chống lại. Thế nhưng kiếm khí của hắn lại lập tức bị ăn mòn, luồng khí âm u này trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể của hắn. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, đúng lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên rút kiếm ấn vào lưng Diệp Huyên, luồng khí âm u trong cơ thể hắn lập tức bị ép ra ngoài, mà đám khí âm u xung quanh cũng dồn dập thối lui, không dám đến gần Diệp Huyên và Tiểu Phạn nữa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, nơi đây cực kỳ âm u, đây rốt cuộc là nơi nào? Nhưng vào lúc này, ở sâu trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói, đã lâu rồi không có nhân loại đến đây. Vào đi, có người. Diệp Huyên nhìn nơi sâu trong cung điện rồi thầm nghĩ, tiền bối, người có cảm thấy tên bên trong kia muốn đoạt xác ta không? Tầng 9 đáp, có tháp nhỏ ở đây, ai đoạt xác được ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng đúng. Thế là hắn dẫn Tiểu Phạn đi vào, sau khi vào đại điện. Diệp Huyên thấy một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi xếp bằng ngay giữa điện, bốn phía xung quanh hắn ta là đủ loại phù văn, những phù văn này như từng sợi dây liên kết với người đàn ông áo đen nọ. Mà bốn phía quanh đại điện cũng trải rộng các tấm bùa quỷ dị.
Vẻ mặt Diệp Huyên dần nghiêm lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân không hề biết những phù văn này nghĩa là gì. Phù văn này không cùng thời đại với hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mắt, hơi thi lễ, bái kiến tiền bối. Tiểu Phạn nhìn người đàn ông áo đen, không nói gì. Lúc này, người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói, hóa ra là thiên mạch giả, chẳng trách có thể ép lùi tử khí của ta dễ dàng như vậy. Tiểu Phạn siết chặt tay cầm thiết kiếm dì xét, vẻ mặt có chút không thân thiện. Người đàn ông áo đen nói, các hạ yên tâm, ta không có bất kỳ ác ý gì với các hạ. Nhưng Tiểu Phạn vẫn nắm rất chặt thiết kiếm, người đàn ông áo đen cười bảo, thì ra ngươi sợ ta làm hại đến hắn à. Yên tâm, ta cũng sẽ không động vào hắn. Nghe thế, Tiểu Phạn dần thả lỏng tay ra. Người đàn ông áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, lúc thấy Diệp Huyên, chân mày hắn ta hơi nhíu lại, sao? Diệp Huyên hơi không hiểu, tiền bối có ý gì? Một lát sau, người đàn ông áo đen cười nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyên vẫn không hiểu, là sao? Người đàn ông áo đen nói, lần này ngươi đến đây là vì truyền thừa của ta à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông áo đen nói, ta có thể giao truyền thừa lại cho ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, thẳng thẳng vậy sao? Nhanh như vậy sao? Lúc này, trong tháp giới ngục bỗng vang lên giọng của tầng 9, ôi chao cuộc đời nhẹ nhàng là thế, ta cũng là người mà, sao giữa người và người lại có sự chênh lệch lớn đến vậy chứ? Diệp Huyên, người đàn ông áo đen nói, ta chỉ có một thứ cho ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo đen, tiền bối, tại sao? Người đàn ông áo đen cười nói, ngươi hỏi ta vì sao vừa gặp ngươi đã đồng ý giao lại truyền thừa à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông áo đen khẽ mỉm cười, ta thấy ngươi có thiên phú dị bẩm, thuộc hàng kỳ tài tu luyện vạn người chưa chắc có được một, ngày sau chắc chắn có thể làm rạng rỡ truyền thừa này của ta, lý do này được chưa? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, lý do này cũng không phải không được, nhưng mà ta muốn nghe lời thật lòng của tiền bối. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, thật ra ta không thể sống lâu hơn nữa. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, tiền bối còn sống. Người đàn ông áo đen gật đầu, còn sống, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đáng lẽ ta đã chết từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng lúc ấy đã có người cứu ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên tri. Người đàn ông áo đen cười nói, người rất thông minh, lúc đó tiên tri đã tới nơi này, hắn có ý tốt nên đã dùng những tấm bùa này kéo dài tính mạng cho ta, cũng vì thế ta mới có thể sống tạm bợ đến bây giờ. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là truyền nhân của tiên tri, truyền thừa của ta cho ngươi vừa khéo lại phù hợp, cũng coi như giải quyết xong một đoạn thiện duyên năm đó. Diệp Huyên trầm mặc, người đàn ông áo đen cười nói, sao thế, ngươi sợ ta đoạt xác à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, chỉ là cảm thấy có hơi không chân thật. Người đàn ông áo đen cười lớn rồi nói, không có gì là không chân thật cả. Hết thảy đều là vì thiện quả. Với cả, ngươi không muốn nhận truyền thừa của ta à? Diệp Huyên đáp, tất nhiên là muốn. Nói xong, hắn hơi khựng lại một chút rồi tiếp lời, không biết truyền thừa của tiền bối là gì. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, ta chỉ có một cái hợp với ngươi thôi. Diệp Huyên hỏi, cái gì? Người đàn ông áo đen đáp, tử nhân kinh. Tử nhân kinh? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là công pháp sao? Người đàn ông áo đen cười nói, coi như thế. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, có mạnh không? Người đàn ông áo đen cười ha ha, phải xem là đấu với ai đã, nếu đấu với vị tiên tri năm đó thì không mạnh, còn nếu đấu với vài dị thú ở trong này thì cũng khá được đấy. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, có thể đánh thắng dị thú trong này không? Người đàn ông áo đen gật đầu, có thể. Mắt Diệp Huyên sáng rực lên, mạnh như vậy à? Người đàn ông áo đen cười nói, người biết tử khí không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết, trong cơ thể con người có sinh khí, nhưng khi sắp chết, chúng sẽ biến thành tử khí. Người đàn ông áo đen gật đầu, tử nhân kinh, chính là tu luyện tử khí. Cho nên ta mới nói nó hợp với ngươi, bởi vì thể chất của ngươi phù hợp, nếu là người khác, căn bản không có tư cách để luyện tử nhân kinh này, bởi vì người thường không thể chịu nổi sự ăn mòn của tử khí. Mà thể chất của ngươi rất đặc biệt, hẳn là ngươi đã tu luyện công pháp đặc biệt nào đó. Diệp Huyên gật đầu, ta là kiếm thể,
trong thân thể tràn ngập kiếm ý và kiếm khí vô tận. Người đàn ông áo đen khẽ gật đầu, công pháp thú vị đấy, thể chất của ngươi như vậy cũng vừa khéo phù hợp để luyện tử nhân kinh của ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, tử nhân kinh này chỉ đơn thuần tu luyện tử khí. Đối phương cười, đừng nóng vội, sau khi ngươi tu luyện rồi sẽ biết sự kỳ diệu trong đó. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông áo đen bấm tay nhẩm tính một hồi, một luồng hắc quang đột nhiên đi vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Cơ thể Diệp Huyên hơi run lên, chẳng mấy chốc, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tử nhân kinh. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, sau đó lại biến thành hưng phấn. Chấm chấm chấm. Lối vào vĩnh sinh chi địa. Lúc này nhóm người Diệp Liên vẫn chưa rời đi, và cả đám nguyên thiên của phệ linh tộc cùng cường giả vô địch tông cũng vậy. Nhưng hai bên không hề tái chiến, bởi vì có đánh thì cũng vô ích, không ai có thể giết chết được đối phương cả. Diệp Liên cứ đứng trước lối vào vĩnh sinh chi địa như vậy, đã 6 ngày kể từ khi Diệp Huyên vào trong rồi. 6 ngày qua, nàng không hề rời chân quá nửa bước. Nàng đang đợi. Diệp Huyên đã nói, 10 ngày sau hắn sẽ ra. Nếu không ra, nàng sẽ vào. Mà đám nguyên thiên không rời đi cũng là vì họ đang đợi, họ muốn xem thử 4 ngày sau Diệp Huyên có thể đi ra được hay không. Nếu không, thì có nghĩa là Diệp Huyên có lẽ đã chết. Còn nếu đi ra được thật, Diệp Huyên mà có thể ra ngoài thật thì hắn quá mức nghịch thiên. Ngay cả cường giả cỡ nguyên chiến mà vào đó cũng bị giết chết, nhưng Diệp Huyên lại có thể sống sót đi ra ngoài. Thế có bình thường không? Lúc này đây, ai nấy cũng đều đang đợi. Cách đó không xa, Trương Văn Tú đứng cạnh nữ phu tử bỗng nói, phu tử, hình như ngươi không lo lắng chút nào hết. Nữ phu tử hỏi, lo gì? Trương Văn Tú nhìn nữ phu tử, hình như ngươi cho rằng hắn chắc chắn sẽ không sao. Nữ phu tử nhìn về phía vĩnh sinh chi địa, khẽ đáp cứ chờ thử xem. Trương Văn Tú hỏi, nếu hắn chết thì sao? Nữ phu tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, không đâu. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm vào nàng ta, sau đó lại nhìn sang vĩnh sinh chi địa, tên kia có thể sống sót ra ngoài không? Nàng ta cũng không biết. Vĩnh sinh chi địa. Chỗ này được xưng là một trong ba đại cấm địa không phải chỉ để nói đùa. Từ xưa tới nay, người có thể vào rồi lành lặn trở ra, nàng ta chỉ biết có một, chính là tiên tri. Còn như Trần Độc Cô thì căn bản không được tính là đi vào, ông ta chỉ quanh quẩn một vòng trước lối vào, nhưng chỉ một vòng đó cũng đã đánh nát cơ thể ông ta rồi. Diệp Huyên có thể sống sót trở về không? Đây là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Chấm chấm chấm. Vĩnh sinh chi địa, trong điện, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân hắn tản ra một luồng tử khí nồng nặc. Tử nhân kinh. Chỗ đáng sợ nhất của tử nhân kinh chính là bất tử chi thân. Lợi dụng tử khí, biến cơ thể mình thành bất tử, mà bất tử chi thân này theo một khía cạnh nào đó còn mạnh mẽ hơn cả bất hủ chi thân mà tầng 9 từng nói. Bất hủ, chỉ là cơ thể không bị tiêu diệt, mà bất tử, lại là không thể chết. Tất nhiên không ai có thể bất tử đúng nghĩa được, thứ gọi là bất tử chi thân có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, cơ thể người dùng sẽ rơi vào trạng thái chết giả, khi ở trong trạng thái này, thân thể của người đó sẽ vạn pháp bất xâm. Trừ phi có người có sức mạnh vượt qua được tử khí của hắn. Ngoài ra, sau khi luyện tử nhân kinh này, hắn có thể hấp thu vô hạn tử khí ở trong đất trời này, chỉ cần là nơi có người chết thì sẽ có tử khí hắn hấp thu được. Không chỉ thế, thân thể hắn sẽ tự chủ động hấp thu khi có tử khí. Nói đơn giản hơn thì chính là thân thể của hắn sẽ tự động mạnh lên theo từng ngày từng giờ. Không chỉ thế, hắn còn nắm giữ một sức mạnh mới, tử khí. Đúng lúc này, người đàn ông áo đen đột nhiên nói, trong thiên địa này, có một bảng gọi là bảng khí, ở thời đại của ta khi ấy, đứng đầu là tổ khí, cũng chính là loại khí sinh ra đầu tiên trong vùng vũ trụ này. Khí này sinh ra cùng vũ trụ, được vũ trụ nuôi dưỡng, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Mà xếp dưới đó là vĩnh sinh khí, nghe nói khí này được giấu trong một thanh kiếm, có được kiếm này thì có thể khiến người đó sống mãi. Còn tổ khí đứng thứ nhất kia ta cũng chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết thôi, rốt cuộc nó có hay không thì ta cũng không biết. Thế nhưng vĩnh sinh khí kia thì ta có biết một chút, nó tồn tại thật đấy. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo đen, vĩnh sinh khí. Nó không phải là kiếm sao?
Người đàn ông áo đen cười bảo, đúng thế. Năm đó có người kể ở thời Đại Hàn Võ Kỷ. Đang nói thì hắn ta bỗng quay sang Diệp Huyên hỏi, người có biết Hàn Võ Kỷ không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông áo đen gật đầu, không biết cũng bình thường thôi, trước Bạch Hắc Kỷ chính là Hàn Võ Kỷ, đó cũng là một thời đại người ta chưa tìm hiểu đến được, sở dĩ nó biến mất cũng là có quan hệ với Ngũ Duy Kiếp. Mà năm đó vì gặp được vài kỳ ngộ cá nhân nên ta mới biết được một ít sự việc vụn vặt từ thời kỳ đó. Ở thời đại Hàn Võ Kỷ kia, có một nữ chiến thần, tên là Bất Bại A-La, người này cả đời chưa từng bại trận, lúc đó có một câu nói có thể hình dung nàng ta. Diệp Huyên hỏi, câu gì? Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, nàng ta, sinh ra đã vô địch. Sinh ra đã vô địch. Diệp Huyên, người đàn ông áo đen tiếp lời, mà vĩnh sinh chi kiếm chính là ở trong tay nàng ta, có truyền thuyết kể rằng, ở thời Hàn Võ Kỷ, dưới trận Ngũ Duy Kiếp kia, nàng ta là người duy nhất còn sống sót, bởi vì nàng ta đã cương ngạnh chống lại được Ngũ Duy Kiếp. Sau đó mang theo vĩnh sinh chi kiếm sống tiếp. Nhưng mà có thật là vậy không thì không ai biết được. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này được gọi là vĩnh sinh chi địa, nhưng theo ta được biết, đây là thế giới bên trong dị thú kinh. Người đàn ông áo đen cười nói, dị thú kinh đúng là do vị kỳ nhân kia sáng tạo ra, thế nhưng ngươi có biết người đó đã sáng tạo ra nơi này như thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói. Vị kỳ nhân kia dùng vĩnh sinh chi địa này để sáng lập nên dị thú kinh, nói cách khác, nơi này quả thật chính là vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nếu là vĩnh sinh chi địa, vậy nơi này sẽ có vĩnh sinh chi kiếm. Người đàn ông áo đen bật cười, cái này thì ta cũng không biết. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì đó, hắn liếc nhìn Tiểu Phạn ở cách đó không xa rồi hỏi, tiền bối có biết thân phận của cô bé không? Ý ta là ngoại trừ thân phận thiên mạch giả ra ấy. Đối phương nhìn Tiểu Phạn, hắn ta trầm mặc một lát rồi đáp, ta không biết. Diệp Huyên im lặng. Mà lúc này, người đàn ông áo đen lại nói, có điều ta biết cô bé ở đây còn sớm hơn cả dị thú kinh. Nghe thế, Diệp Huyên ngạc nhiên ở trong lòng, còn sớm hơn cả dị thú kinh. Người đàn ông áo đen gật đầu, đúng thế. Nhưng cụ thể thế nào thì chắc chỉ có dị thú kinh mới biết. Còn nữa, nếu có thể, cố gắng đừng làm địch với dị thú kinh kia. Diệp Huyên hỏi, tại sao? À ta không đơn giản đâu, nói thế này cho dễ hiểu nhé. Nếu như không có thiên mạch giả nhất quyết bảo vệ ngươi cho được, thì trong này không ai gánh nổi ngươi đâu, cho dù lão ta cũng không thể chống lại à ta được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mạnh đến thế sao? Người đàn ông áo đen cười nói, bây giờ là lúc à ta suy yếu nhất, đợi khi à khôi phục lại được một ít, ngươi sẽ phát hiện à mạnh hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Hơn nữa. Lúc ấy à ta còn có thể hiệu lệnh được tất cả dị thú ở trong đây. Ngươi cảm thấy có thể đánh thắng được à không? Hiệu lệnh được tất cả dị thú. Mí mắt Diệp Huyên giật giật, nếu dị thú kinh này thật sự có thể triệu tập được tất cả dị thú ở đây, vậy thì mẹ nó khủng khiếp quá đi. Phải đánh như nào? Diệp Huyên lắc đầu cười trừ, tiền bối, đâu phải ta muốn đối địch đâu, mà là à ta không thể không giết ta. Ta đã đồng ý với Huyền Hoa. Định cùng những dị thú kia liên thủ lại. Người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói, Huyền Hoa à? Diệp Huyên hỏi, nàng ta thế nào? Trước đây từng tiếp xúc rồi, ta chỉ có thể nói là, nếu ngươi mạnh, nàng ta sẽ là một đồng minh tốt nhất, còn nếu ngươi yếu. Ngươi hiểu mà. Diệp Huyên trầm mặc. Tất nhiên hắn hiểu, thật ra chuyện này cũng bình thường thôi, nếu ngươi không có thực lực, thì dù là đồng minh cũng sẽ biến thành kẻ địch. Mà nếu thực lực ngươi đủ mạnh, kẻ địch cũng có thể sẽ biến thành đồng minh. Đây chính là hiện thực. Lúc này, người đàn ông áo đen đột nhiên nói, thôi nói tiếp đi. Dưới vĩnh sinh khí chính là hai khí âm dương khí chính là sinh khí, còn âm khí thì đơn giản là tử khí. Hai khí này tương sinh tương khắc, hơn nữa chúng cũng không phải trời sinh đã có, mà là do sau này được luyện chế thành. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên. Với thiên phú cùng thể chất của ngươi, có thể chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tu thành tử khí, sau khi ngươi luyện xong, ta lại đưa cho ngươi một trang bị. Trang bị? Mắt Diệp Huyên sáng lên, vội hỏi, trang bị gì? Người đàn ông áo đen cười bảo, ngươi cứ tu thành bất tử chi thân trước đi rồi nói tiếp. Diệp Huyên cười đáp, được thôi. Không thể không nói, hắn có chút chờ mong đấy,
người đàn ông áo đen trước mắt này chắc chắn không phải là người bình thường, bảo vật đối phương tặng sao có thể tầm thường được. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên nói thầm trong lòng, tiền bối tầng 9, người có bảo vật gì không? Tầng 9 có chút đề phòng, tiểu tử, người đừng có ý đồ gì với ta cả. Diệp Huyên cười mỉm, ta chỉ hỏi một xíu thôi mà. Tầng 9, chó tin ngươi. Tu luyện tử nhân kinh. Không thể không nói, tử nhân kinh này tu luyện ra được tử khí quá kinh khủng. Tử khí này hoàn toàn không giống như trước đây hắn từng dùng, thậm chí là kém rất rất xa, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, bây giờ có lẽ hắn đã hiểu được tại sao người đàn ông áo đen kia bảo hắn hợp với tu luyện tử nhân kinh rồi. Tử khí này khi tiến vào cơ thể hắn sẽ hòa tan vào máu thịt, thân thể bình thường căn bản là không chịu nổi, cũng chỉ có kiếm thể của hắn mới có thể chống lại tử khí này, đồng thời cùng chung đụng trong hòa bình. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên được người đàn ông áo đen chỉ điểm cho rồi bắt đầu điên cuồng tu luyện tử nhân kinh. Chấm chấm chấm. Vĩnh sinh chi địa, trong một thung lũng được bao quanh bởi ba ngọn núi lớn. Thung lũng nọ được trải dài cả biển hoa muôn màu muôn sắc. Ngàn vạn loài hoa mọc ở nơi đây, đẹp không sao tả xiết. Trong biển hoa có một thanh niên mặc áo trắng đang nhẹ nhàng tưới nước cho một nhành hoa rực rỡ sắc màu. Người nọ chỉ chừng 20 tuổi, một thân áo trắng tinh không dính một hạt bụi. Mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao, khóe miệng đong đưa nét cười, mang theo chút lãng tử. Động tác của y rất dịu dàng, tự như đang vỗ về tình nhân. Nhưng đúng lúc ấy, thanh niên áo trắng đột nhiên dừng lại. Y quay đầu thì thấy ở lối vào thung lũng có một cô gái đang cất bước chậm rãi. Người đến là dị thú kinh. Thanh niên áo trắng nói, các hạ dừng chân. Dị thú kinh dừng bước. Thanh niên áo trắng thu xếp đồ vật lại rồi bước ra khỏi thung lũng. Y liếc nhìn dị thú kinh rồi cười nói, chúc mừng. Dị thú kinh nhìn thanh niên áo trắng, Chu Yếm, ta cần ngươi giúp. Thanh niên áo trắng tên Chu Yếm hỏi, Huyền Ngoa. Dị thú kinh gật đầu. Chu Yếm do dự một lúc rồi nói, dị cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cô không nên làm địch với Thiên Mạch Giả và Huyền Ngoa cùng một lúc. Dị thú kinh lạnh nhạt nói, ta không ngờ rằng phải làm địch với Thiên Mạch Giả, là nàng ta cứ nhất quyết bảo vệ cho bằng được nhân loại từ ngoài vào kia. Chu Yếm nói, là thanh niên giải khai phong ấn cho cô à? Dị thú kinh gật đầu. Chu Yếm hỏi, tại sao lại giết hắn? Dị thú kinh trầm mặc. Chu Yếm lắc đầu. Nhân loại này có thể nhận được lòng tin của Thiên Mạch Giả thì bản thân hắn đã vô cùng không đơn giản rồi, cô. Dị thú kinh đột nhiên xen ngang, trên người hắn có hơi thở của tiên tri. Chu Yếm hỏi, vì thế nên giết hắn. Dị thú kinh lắc đầu, hắn không chỉ có hơi thở của tiên tri, mà còn có thư phòng vạn duy tiên tri để lại, nghe nói trong thư phòng kia có cách để chống lại ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp? Trong mắt Chu Yếm lóe lên tia kinh ngạc, cô chắc không? Dị thú kinh gật đầu, tuy ta bị nhốt trong này, nhưng vẫn luôn hiểu rõ chuyện ở ngoài kia, lần này hắn đi vào đây là sở dĩ bị người bên ngoài truy sát, vì hắn đang nắm giữ thư phòng vạn duy. Chu Yếm trầm mặc. Chu Yếm, ta đã từng cùng chủ nhân chống đỡ qua một lần ngũ duy kiếp vì các ngươi, mà lần đó chủ nhân của ta lẫn dị thú các ngươi đã ngã xuống, bây giờ chủ nhân đã không còn, thực lực của ta cũng giảm sút nhiều rồi, ta căn bản không thể chống lại ngũ duy kiếp được. Chu Yếm lắc đầu, một thư phòng mà thôi, chưa chắc nó có thể gánh được ngũ duy kiếp. Dị thú kinh hỏi, ngươi quên vị tiên tri kia rồi sao? Nghe thế, vẻ mặt Chu Yếm dần trở nên nghiêm nghị. Người đàn ông đó, năm đó hắn vừa vào đây đã lập tức trấn áp được dị thú kinh và dị thú mạnh nhất nơi đây. Đó là thực lực kinh khủng đến mức nào? Dị thú kinh lại nói, thực lực của hắn không thể yếu hơn chủ nhân được, ngươi hiểu không? Chu Yếm nhẹ giọng nói, quả thật không thể kém hơn chủ nhân được. Dị thú kinh nói, hiện tại thanh niên kia đang liên thủ với Thiên Mạch Giả và Huyền Ngoa, mà ta lại đang ở trong thời kỳ suy yếu nhất, nên ta cần ngươi giúp đỡ. Chu Yếm do dự một lúc rồi mới trả lời, đều là dị thú cả, ta không muốn tàn sát lẫn nhau. Dị thú kinh lại nói, đúng, đây là chuyện của dị thú chúng ta, thế nhưng Huyền Ngoa lại đi cấu kết với nhân loại kia và Thiên Mạch Giả. Vậy là có ý gì? Chu Yếm thấp giọng thở dài, sau đó đáp, dị cô nương, ta chỉ có một yêu cầu, là sau khi cô khôi phục rồi thì hãy để dị thú nơi đây có lại được tự do. Được.
Chu Yếm nhìn ả ta, lấy danh nghĩa chủ nhân của cô ra thẻ đi. Dị thú kinh nhìn Chu Yếm lại nói, cũng không phải là không tin cô, ta chỉ muốn có một lý do đủ thuyết phục để bản thân ra tay thôi. Dị thú kinh đáp được, nếu ta vi phạm lời thề, chủ nhân ta sẽ vạn thế không được siêu sinh. Chu Yếm gật đầu, cô trở về đi, lúc cần ra tay, ta sẽ ra tay. Dị thú kinh xoay người rời đi. Mà lúc này, Chu Yếm đột nhiên nói, đi tìm Thích Tà đi, đừng để gã gia nhập vào bên phía Huyền Hoa. Dị thú kinh gật đầu, ta cũng đang định đi tìm hắn. Nói xong, ả ta bước nhanh rồi biến mất ở nơi xa. Chấm chấm chấm. Ở một nơi khác, sâu trong núi lớn, trên thảm cỏ xanh mướt, có một người đàn ông đang ngồi nghiêng dưới tảng cây trám, gã vắt chéo hai chân ngoe nguẩy, trên tay cầm một cuỗi trám ăn say sưa ngon lành. Lúc này, một cô gái đột nhiên bước đến cạnh gã. Là Huyền Hoa. Nhìn thấy Huyền Hoa, người đàn ông hơi khựng lại rồi hỏi, việc gì? Huyền Hoa cười nói, Tích Tà, người biết ý đồ ta khi đến đây mà. Người đàn ông cười ha ha, người lay động ta thử đi. Huyền Hoa nói, thiên mạch giả. Người đàn ông lắc đầu, nàng ta còn chưa giác ngộ, chưa đủ. Huyền Hoa nhìn gã, thanh niên kia giữ thư phòng tiên tri để lại. Tích Tà cười nói, rồi sao nữa? Thời này người có thể chống lại ngũ duy kiếp cũng chỉ có tiên tri mà thôi, nhưng hắn đã biến mất, chỉ để lại thư phòng của mình, mà tòa thư phòng này chắc chắn là then chốt để ngăn lại ngũ duy kiếp. Tích Tà trầm mặc. Huyền Hoa đi tới trước mặt Tích Tà, người có hai lựa chọn, một là theo dị thú kinh cướp lấy thư phòng kia, nhưng chắc hẳn người không hoàn toàn tin được ả ta, lúc trước mục đích khi chủ nhân ả biên soạn dị thú kinh là gì? Là cho chúng ta một nơi thích hợp để sinh sống. Chủ nhân ả đối xử tử tế với chúng ta, xem chúng ta như người thân, nhưng ả thì sao? Người cảm thấy ả sẽ làm thế à? Hơn nữa, lỡ như ả nhận người khác làm chủ, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thành đầy tớ của kẻ khác sao? Tích Tà, ngươi có bằng lòng giao vận mệnh của mình vào tay người khác không? Tích Tà cười nói, không muốn, nhưng lý do này vẫn chưa đủ. Huyền Hoa nói, tòa tháp nhỏ kia đã nhận hắn làm chủ, mà tháp đó là chìa khóa mở ra thư phòng. Ngoài ra, hắn đã được vị ở Tử Nhân Cung công nhận, hôm nay hắn đang tiếp thu truyền thừa của người đó. Nghe thế, Tích Tà híp hai mắt lại. Tử Nhân Cung. Ở thời đại dị thú hoành hành kia, thật ra thực lực của nhân loại cũng không hề yếu, trong đó mạnh nhất tất nhiên là vị kỳ nhân kia, không ai biết được thân phận của người nọ, cũng không biết đối phương là nam hay là nữ, tất nhiên là trừ dị thú kinh ra, nhưng dị thú kinh lại chưa từng nói gì về chủ nhân của ả với người ngoài. Mà ngoại trừ vị kỳ nhân đó ra, thời đại kia cũng có một vài cường giả nhân loại vô cùng mạnh mẽ. Vị trong Tử Nhân Cung kia chính là một trong số đó. Huyền Hoa không nói gì nữa, nàng ta xoay người rời đi. Tích Tà nói, ta còn chưa đồng ý mà. Phía xa, Huyền Hoa khẽ nói, ta đã nói hết lời cần nói rồi, chuyện kế tiếp là của ngươi. Tích Tà ở yên tại chỗ, rơi vào trầm mặc. Chấm chấm chấm. Tử Nhân Cung. Trong cung điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bấy giờ quanh thân hắn đang tản ra một luồng khí đen quỷ dị. Tử khí. Bây giờ hắn đã luyện được tử khí rồi, nhưng chỉ mới là khởi đầu thôi, vì hiện tại điều hắn muốn là khống chế những tử khí này, đây không phải là một chuyện đơn giản. Chẳng mấy chốc, da rẻ Diệp Huyên bắt đầu biến thành đen, thế nhưng không lâu sau, da hắn lại chậm rãi trở lại bình thường, mà lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Nuốt chừng tử khí, cường hóa thân thể, mà tử khí bị hắn cắn nuốt không biến mất ngay, mà vẫn quanh quẩn trong cơ thể hắn, có thể nói là sinh sôi liên tục. Trong thân thể Diệp Huyên ngày càng tản ra hơi thở mạnh mẽ, cuối cùng, luồng hơi thở kia đã vượt quá giới hạn của một sinh tử cảnh. Cứ thế, rằng co khoảng chừng 3 canh giờ. Một hơi thở âm hàn và mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Diệp Huyên. Thiên cơ cảnh. Lúc này, Diệp Huyên mở choàng hai mắt, đôi người hắn đã biến thành một mảng đen kịt, tựa như ngôi sao đã tắt, hơn nữa còn tản khí đen, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đứng lên hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói, thiên cơ cảnh. Không ngờ chỉ tu luyện một bộ công pháp thôi mà lại lên được hẳn một cấp bậc. Lúc này, người đàn ông mặc áo đen kia mới cười nói, thật ra còn có thể cao hơn nữa, nhưng cảnh giới thì cần từ từ nâng lên mới tốt,
nếu nhanh quá thì lại phản tác dụng. Vì thế ta đã trấn áp một phần năng lượng tử khí của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Người đàn ông áo đen nói, hiện tại ngươi dùng tâm pháp ta dạy để vận chuyển tử khí trong cơ thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng có chút chờ mong. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một thoáng lặng yên, xung quanh người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng tử khí nồng nặc, thân thể hắn ngay lúc ấy cũng bỗng trở nên hư huyễn, tựa như một đám sương mù, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nhìn về phía người đàn ông áo đen, đối phương khẽ nói, bất tử chi thân, bây giờ cho dù lão ta cũng không thể giết chết được ngươi, tất nhiên là vì thực lực hiện tại của ta thua kém ngày xưa nhiều lắm rồi. Diệp Huyên vội vàng nhìn tiểu phạn đang liếm kẹo hồ lô ở cách đấy không xa, tiền bối, cô bé có thể giết ta không? Có thế. Diệp Huyên. Người đàn ông áo đen lắc đầu nở nụ cười, cô bé là ngoại lệ. Diệp Huyên gật đầu, tiểu phạn quả thật có hơi đặc biệt. Hắn liếc nhìn thân thể của mình, có thể nói, hiện nay đám thây ma chắc chắn không thể giết chết được hắn. Lúc này, người đàn ông áo đen nói, ngươi phải nhớ kỹ, trạng thái này của ngươi không thể kéo dài quá lâu, bởi vậy lúc đối địch với người khác phải cố gắng tận dụng khi còn ở trong trạng thái này mà giết chết đối phương cho bằng được. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, tử khí này còn cách sử dụng nào khác không? Người đàn ông áo đen cười bảo, tất nhiên có, bất tử chi thân được xem là thủ, có thủ tất nhiên sẽ có công, nhưng ngươi phải nhờ vào một thứ. Nói xong, hắn ta xòe tay ra, một chiếc hộp màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng hỏi, tiền bối, thứ này là gì? Người đàn ông áo đen nói, mở ra nhìn là biết. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở hộp ra, trong đó là một thanh đao dài 4 thước, đao này như thể được ngưng tụ từ tử khí, trông hơi hư huyễn. Người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói, tử vong chi nhẫn, năm đó ngũ duy kiếp giáng xuống, vô số sinh linh chết thảm. Ta đã lợi dụng tử khí của những sinh linh ấy ngưng tụ thành thanh đao này, nó có thể biến hóa tùy ý theo suy nghĩ của chủ nhân. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong đao này có hàng tỷ tỷ tử khí, dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ có người đã tu luyện tử nhân kinh mới có thể dùng nó. Nếu bây giờ ta dùng đao này ra chiêu, vĩnh sinh chi địa sẽ lập tức biến thành một mảnh hoang tàn. Nghe thế, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng hẳn. Hàng tỷ tử khí. Năm đó khi ngũ duy kiếp giáng xuống, sinh linh của cả một thời đại đã bị hủy diệt, có thể tưởng tượng được rằng, lúc ấy có bao nhiêu tử khí đã được sinh ra. Mà người đàn ông áo đen trước mắt này lại có thể sống sót sau nạn khiếp ấy, đồng thời còn ngưng tụ lại biển tử khí khi đó. Thực lực này không phải chỉ khủng bố bình thường thôi đâu. Phải biết bản thân ngũ duy kiếp đã cực kỳ khủng bố. Vậy mà hắn ta vẫn có thể sống để ngưng tụ những tử khí của không chỉ một vài, mà là ngàn tỷ sinh linh. Lúc này, người đàn ông áo đen lại nói, ngươi là kiếm tu, có thể biến vật này thành kiếm thử. Diệp Huyên gật đầu, hắn thử suy nghĩ, nhưng tử vong chi nhận lại không có động tĩnh đi. Diệp Huyên hơi bất ngờ, hắn quay sang nhìn người đàn ông áo đen. Lúc này, đối phương lắc đầu nở nụ cười, ai xem trí nhớ của ta này. Bây giờ ngươi vẫn chưa thu phục được nó nên chưa khống chế được. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, phải làm sao mới thu phục được nó? Người đàn ông áo đen đột nhiên khẽ vung tay lên, tử vong chi nhận ở trong hộp lập tức hóa thành một luồng hắc quang rồi chui vào giữa hàng mày hắn. Thoáng chốc, một luồng tử khí mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên, người đàn ông áo đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài mấy trượng. Mà không gian 4 phía lập tức rung lên từng đợt. Phía xa xa, Diệp Huyên nắm chặt hai tay lại, mí mắt hắn căng lên như sắp rách, toàn thân thì run rẩy, nháy mắt khi thanh đao kia tiến vào cơ thể hắn, vô số tử khí bỗng sộc vào đầu lẫn toàn thân hắn, nhất là phần đầu, phút chốc đó, thần trí của hắn đã suýt bị ăn mòn sạch sẽ. Quá kinh khủng! Khoảnh khắc tử khí tiến vào đó, lực xung kích nó gây ra thật sự có thể sánh ngang với lúc kích hoạt huyết mạch. Lúc này, giọng nói của người đàn ông áo đen đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, thanh đao này có quá nhiều tử khí, người phải chịu đựng cho bằng được, chỉ có thế mới có thể nắm giữ và sử dụng được nó. Mà khi nó hòa vào thân thể ngươi rồi còn có thể cường hóa được cơ thể lên một bậc, vì thế cố mà chống chịu đi. Diệp Huyên cắn chặt răng lại. Chống chịu. Hắn nhất định phải chống chịu, bởi vì nếu không chịu được thì sẽ chết.
Tử khí thanh tử vong chi nhận thả ra ngoài không ngừng tràn vào người Diệp Huyên, tuy hắn rất thống khổ, nhưng thân thể hắn lại đang dần dần bắt đầu biến chất. Tử khí cường hóa cho cơ thể. Cứ thể, khoảng chừng 3 ngày 3 đêm sau, trong cơ thể Diệp Huyên không chỉ có đầy dẫy kiếm khí và kiếm ý, mà còn có tử khí, bọn chúng không hề xung đột lẫn nhau, mà chung sống khá hòa thuận. Thân thể lại được cường hóa. Mà Diệp Huyên cũng đã chịu được xung kích của tử vong chi nhận, quả thật không hề dễ dàng, hắn đã mất nửa cái mạng rồi đây. Suy yếu. Lúc này hắn đang vô cùng suy yếu, tựa như sức lực toàn thân đã bị rút sạch. Đúng lúc này, người đàn ông áo đen đột nhiên nói, ổn không? Diệp Huyên chậm rãi ngồi dậy, cười khổ, sao mà ổn được? Người đàn ông áo đen cười nói, ý chí của ngươi khiến ta hơi kinh ngạc đấy. Diệp Huyên cười cười, sau đó xòe lòng bàn tay ra, thanh tử vong chi nhận xuất hiện trong tay hắn, hắn lại khẽ nghĩ, thanh đao ấy lập tức biến thành một thanh kiếm. Tử vong chi kiếm. Kiếm này được ngưng tụ từ tử khí, không có bản thể gốc, tùy ý ngưng tụ, tùy ý phân tán. Diệp Huyên ngắm nghía quanh thân kiếm, rồi khẽ hỏi, tiền bối, cấp bậc của kiếm này là gì? Người đàn ông áo đen đáp, chắc chỉ xếp sau 3 thanh kiếm trong tháp nhỏ của ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, đối phương biết kiếm trong tháp. Thấy Diệp Huyên hoang mang, người đàn ông áo đen cười nói, thực lực của tháp nhỏ không đủ để che giấu ta. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Người đàn ông áo đen lại nói, kiếm trên đỉnh tháp của ngươi là phàm kiếm, bọn chúng không mạnh do tự bản thân, chúng mạnh là vì chủ nhân của mình, nhưng phàm kiếm thì vẫn là phàm kiếm, chỉ cần một tia kiếm ý hay chút suy nghĩ của chủ nhân, chúng nó sẽ trở thành thứ không có bất kỳ thần khí nào so được. Phàm kiếm. Diệp Huyên im lặng, tính đến hiện tại, thần khí mạnh nhất hắn từng thấy chính là phàm kiếm. Ngay cả tháp nhỏ cũng vô cùng kiêng kỵ phàm kiếm này. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn và kiếm thiên chu xuất hiện trong tay hắn, tiền bối, hai thanh kiếm này có bằng với tử vong chi kiếm không? Người đàn ông áo đen cười nói, hai thanh kiếm này của ngươi rất thú vị, một thanh nhằm vào cơ thể, một thanh nhằm vào linh hồn. Nói xong, hắn ta hơi dừng một chút, rồi lại nói, thanh kiếm nhằm vào cơ thể này của ngươi rất sắc bén. Hơn nữa chủ nhân cũ của nó cũng bất phàm, nhưng mà... Diệp Huyên vội hỏi, nhưng mà sao? Người đàn ông áo đen nói, nếu ta đoán không sai thì kiếm này không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Nghe thế, trong mắt Diệp Huyên hơi co lại, cái này mà tiền bối cũng nhìn ra được. Không thể phủ nhận, bây giờ hắn đang vô cùng khiếp sợ, bởi vì đây là lần đầu có người nhìn ra được Thiên Chu không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Thiên Chu chỉ là 1/4 thanh kiếm của Thanh Nhi thôi. Người đàn ông áo đen cười nói, đừng sợ hãi thế, dù sao ta cũng sống lâu như vậy rồi, nếu có chút ấy mà cũng không nhìn ra được thì chẳng phải sống hoài sống phí à. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của người đàn ông trước mặt này. Trước đây người này chắc chắn cũng là một siêu cấp đại năng. Người đàn ông áo đen lại nói, nếu bàn về uy lực cùng cấp bậc thì kiếm này không thua kém tử vong chi kiếm, nếu ta đoán không lầm thì khi gặp phải người hơi mạnh mẽ một chút, kiếm này của ngươi sẽ rất phí sức, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, hiện tại đối thủ hắn gặp phải quá mạnh, ví như cường giả cấp bậc cỡ Diệp Liên, vậy nên kiếm thiên chu của hắn không hề có bất kỳ ưu thế gì. Chỉ có thể nói, khi giao thủ với những cường giả này, kiếm của hắn không rơi vào thế yếu, nhưng lại không bộc lộ ra được ưu thế nào. Phải biết, khi hắn vừa nhận được Thiên Chu, lúc đó Thiên Chu gần như là vô địch, không có bất kỳ bảo vật nào có thể va chạm được với nó. Nhưng hiện tại thì không như vậy nữa. Lúc này, người đàn ông áo đen đột nhiên nói, kiếm này của ngươi vẫn có thể mạnh hơn nữa. Nghe thế, Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, làm sao để cường hóa nó? Đi tìm một lão nhân, ông ta có thể cường hóa thanh kiếm này cho ngươi. Ai cơ? Người đàn ông áo đen cười nói, bắt đầu từ đây đi về phía bên phải, chừng vạn dặm, sâu trong núi lớn, có một cửa hàng nhỏ, ngươi tìm ông ta thử đi. Nếu ông ta đồng ý, hai thanh kiếm của ngươi đều có thể mạnh thêm một bậc nữa. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, tiền bối, người đó sẽ đồng ý chứ? Người đàn ông áo đen cười to rồi đáp, nếu là người khác thì khỏi nói luôn, nhưng nếu là ngươi thì chắc chắn sẽ đồng ý. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Ngươi đi là biết,
Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy chào tiền bối, ta phải đi rồi. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, ta có một yêu cầu nho nhỏ. Diệp Huyên vội nói, mời tiền bối nói. Với thiên phú cùng cơ duyên của ngươi, tương lai ắt hẳn sẽ tiến bộ vô cùng nhanh, tử nhân kinh này ngày sau có lẽ sẽ không theo kịp bước tiến của ngươi. Mà không cần biết tương lai ra sao, ta hy vọng tử nhân kinh này có thể truyền lưu lại, đây là tâm huyết cả đời của ta. Ta không mong nó sẽ biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía người đàn ông áo đen, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người đàn ông áo đen cười bảo, trước đây có một cô nương thích gọi ta là Hàm Hàm, vậy cứ gọi là Hàm Hàm đi. Vẻ mặt Diệp Huyên có hơi sướng lại, cái tên này. Người đàn ông áo đen lại bỗng nói, đi đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cung kính thi lễ một cái. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn Diệp Huyên rời đi, người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói, ngày đó ngươi nói với ta, rằng muốn tìm một người cùng chung sức cứu vớt chúng sinh. Nhưng hành động của ngươi, ta lại không hiểu được. Nói xong, hắn ta lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, trong đấy có một tấm khăn lụa, nhìn khăn lụa trong tay, người đàn ông áo đen lắc đầu cười, nụ cười có chút cay đắng, có một vài khoảnh khắc. Đã bỏ lỡ thì chính là một đời. Diệp Huyên vừa ra ngoài cung điện thì giọng nói của tầng 9 bỗng vang lên, hắn ta đi rồi. Nghe thế, cơ thể Diệp Huyên hơi run lên. Sao hắn không hiểu ý của tầng 9 cho được? Diệp Huyên xoay người định vào lại trong điện, thì tầng 9 lại nói, nếu hắn ta đã bảo ngươi đi trước thì có nghĩa là không muốn ngươi thấy cảnh này, đừng vào trong. Diệp Huyên đứng tại chỗ, hắn nhìn xung quanh, giờ khắc này đây. Những tia tử khí khắp nơi đang bắt đầu điên cuồng lao về phía đại điện. Đi rồi. Diệp Huyên đứng yên, im lặng. Lúc này, tầng 9 bỗng khẽ nói, trước kia ta tuổi trẻ nóng tính, ta cảm thấy cho dù là so với dòng chảy lịch sử của vũ trụ ngũ duy này, ta hẳn cũng được xem như là một nhân vật lừng lẫy. Mãi đến khi gặp tiên tri, gặp cô gái váy trắng, gặp đệ cửu, gặp thiên mạch giả bên cạnh ngươi đây, còn có người đàn ông áo đen khi nãy nữa. Bấy giờ ta mới hiểu được, giữa dòng chảy lịch sử mênh mông này, ta thật ra chỉ là muối bỏ biển, là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể đến. Có một câu châm ngôn, rằng giang sơn đời nào cũng có người tài, đã tỏa sáng sẽ rực rỡ vạn năm. Những người kia, họ đã mạnh mẽ biết bao ở thời đại của mình. Nhưng chung quy họ cũng sẽ trở về với cát bụi, trở thành một quá khứ trong trang sách lịch sử. Diệp Huyên nói, tiền bối, chỉ cần sống cho vẹn với đời là được. Tầng 9 cả giận, nhưng ta sống không có trọn vẹn, mẹ nó bây giờ ta còn đang bị nhốt đây này. Lúc trước vốn định cưỡng chế phá tháp ra ngoài, nhưng mẹ kiếp chỗ dựa của ngươi mạnh quá, hơn nữa còn thuộc hàng mạnh đến mức ta không có lấy chút năng lực nào để phản kháng được. Diệp Huyên, tầng 9 lại nói, ta tính rồi, cho dù ngươi có tìm được đạo tắc kia, bảo nàng ta thả ta ra thì ta cũng không thoát khỏi cuộc đời khổ cực này được. Diệp Huyên hơi không hiểu, tại sao? Tầng 9 lại bực, bởi vì ngũ duy kiếp sẽ đến, ngươi coi đi, trùng hợp không? Vừa khéo không, ông đây mới vừa tu luyện được chút thành tựu đã bị giam lại, sau này lúc vừa thoát được thì ngũ duy kiếp sắp đến. Ông đây là đứa xui xẻo nhất vũ trụ ngũ duy này rồi. Diệp Huyên lắc đầu. Không thể không nói, hắn có chút đồng cảm với tầng 9 này rồi. Cuộc sống này thật sự quá là xui xẻo. Như nghĩ đến điều gì đó. Diệp Huyên nói, tiền bối, người có hận tiên tri không? Tầng 9 im lặng một lát rồi đáp, cũng đâu phải hắn cố ý bắt giam ta, bởi vì hắn cũng tốt, lại là người thích nói đạo lý, ta. Diệp Huyên bỗng cắt ngang, thật lòng đi. Thứ 9 giận lên, hận thì sao? Ông đây có đánh lại được đâu? Đánh không lại đó, người có hiểu không? Đánh không lại. Diệp Huyên cạn lời, có lẽ tên này hận tiên tri. Đáng tiếc là đúng như lời y nói, y đánh không lại tiên tri. Lúc này, tầng 9 lên tiếng, đi nâng cấp hai thanh kiếm kia của ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn cười hì hì, ta đúng là rất may mắn. Cút! Tầng 9 chợt nổi giận. Diệp Huyên không để ý đến tầng 9, hắn xoay người nhìn thoáng qua tử nhân cung, sau đó cung kính hành lễ, dẫn theo tiểu phạn bên cạnh biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên di chuyển nhanh trong núi. Bây giờ đã hoàn toàn khác với trước đây, vì thực lực của hắn đã tăng mạnh,
bây giờ chỉ cần hắn sử dụng tử nhân kinh, yêu thú bình thường hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Đương nhiên hắn cũng không quá đắc ý vênh váo, hắn biết với thực lực của mình hiện tại vẫn không thể nào hoành hành ở nơi này. Trên đường đi, Tiểu Phạn dắt theo con chó nhỏ, thỉnh thoảng sẽ lấy một que kẹo hồ lô ra liếm, rất vui vẻ. Sau khi đi theo Diệp Huyên, cô bé vui vẻ hơn rất nhiều, bây giờ chuyện cô bé mong đợi nhất mỗi ngày là đợi Diệp Huyên nấu cơm. Chỉ cần thấy đói, cô bé sẽ kéo ống tay áo của Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không xem Tiểu Phạn là thiên mạch giả, còn coi cô bé như tiểu muội muội. Còn những nhân quả của thiên mạch giả mà Huyền Ngoa nói trước đó, hắn hoàn toàn không để tâm, dù sao hắn cũng đã có rất nhiều nhân quả rồi. Có thêm mấy cái nữa thì sao chứ? Càng nợ nhiều càng không lo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, Tiểu Phạn bên cạnh hắn cũng dừng lại, hai người nhìn về phía đối diện có hai ngọn núi, giữa hai ngọn núi là một con sông. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, có nguy hiểm không? Tầng 9 đáp, người có thể mang theo cô bé kia ngự kiếm đi qua. Ngự kiếm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. Ở nơi dị thú hoành hành, hắn ngự kiếm thật sự quá thu hút sự chú ý. Mà những dị thú này luôn rất chú trọng địa bàn, chỉ cần bay ngang qua địa bàn của nó cũng sẽ bị coi là gây hấn với bọn chúng sẽ lập tức ra tay. Diệp Huyên kéo Tiểu Phạn nhảy thẳng vào con sông kia, hắn di chuyển trên sông, vì không dẫn đến phiền phức không cần thiết nên hắn hoàn toàn giấu đi hơi thở của mình, còn Tiểu Phạn, cô bé hoàn toàn không có hơi thở, ngay cả tầng 9 cũng không cảm nhận được cô bé. Trên mặt nước, Diệp Huyên vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống đáy sông, hắn rất sợ trong nước đột nhiên xuất hiện dị thú gì đó. Khoảng nửa canh giờ sau, một đường đi bình an vô sự, dưới nước cả một con cá cũng không có. Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên dừng lại, cô bé kéo ống tay áo của hắn, sau đó chỉ về phía ngọn núi lớn, Diệp Huyên nhìn sang, khi thấy ngọn núi lớn đó, hắn lập tức ngây người. Trên ngọn núi cao nghìn trượng kia có một con quái vật khổng lồ đang vòng quanh, đó là một con rắn, không đúng, là một con mãng xà. Con mãng xà khổng lồ kia quấn lấy ngọn núi, hình thể của nó không hề nhỏ hơn ngọn núi kia chút nào. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật. Chưa nói đến thực lực của con mãng xà này, chỉ mỗi kích cỡ thôi đã có hơi đáng sợ rồi. Dị thú ở đây đều to như thế à? Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên cầm lấy thiết kiếm muốn xông lên. Diệp Huyên giữ Tiểu Phạn lại, lắc đầu, hình như nó đang ngủ, nếu nó không ngăn cản chúng ta thì cũng không cần đánh nó. Tiểu Phạn cất thiết kiếm, sau đó nắm chặt lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn chậm rãi đi về phía xa. Vì ngọn núi lớn kia ở bên cạnh con sông này, cho nên bọn họ phải đi ngang qua con mãng xà kia. Diệp Huyên nhìn nó với nét mặt bình tĩnh, còn Tiểu Phạn, nét mặt của cô bé vẫn luôn rất bình tĩnh. Hai người nhanh chóng đến gần con mãng xà này hơn, lúc này, con cự xà đó đột nhiên động đậy một chút. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyên hơi giật. Con mãng xà kia đột nhiên quay đầu qua từ trên đỉnh núi, sau đó hạ thấp xuống, bầu trời thoáng chốc tối lại. Vì đầu của nó thật sự rất to. Con mãng xà dừng lại trên không trung, cứ nhìn xuống Diệp Huyên và Tiểu Phạn như thế, nói đúng hơn là nhìn Tiểu Phạn. Rõ ràng là có biết Tiểu Phạn. Tiểu Phạn nhìn mãng xà với nét mặt rất bình tĩnh, trong mắt không hề có chút dao động nào. Mãng xà đột nhiên nói tiếng người, thiên mạch giả. Nó vừa lên tiếng, mặt nước xung quanh Diệp Huyên và Tiểu Phạn lập tức gợn sóng. Tiểu Phạn lập tức muốn ra tay. Diệp Huyên chợt cất lời, nói với nó chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, không có ác ý. Tiểu Phạn chớp mắt, sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn mãng xà, chỉ tay về phía xa. Mãng xà nhìn Tiểu Phạn, thiên mạch giả, người có thể đi qua, nhưng nhân loại này thì không. Tiểu Phạn nhíu mày, nắm chặt lấy kiếm muốn ra tay. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Mãng xà nhìn xuống Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhân loại. Kẻ yếu không có tư cách nói chuyện với ta. Diệp Huyên sửng sốt. Cái thể loại gì đây? Kiêu ngại thế, lúc này, tầng 9 chợt cất lời, xem ra trong đám dị thú này, có con vô cùng thông minh, cũng có con ngu xuẩn như lợn. Diệp Huyên gật đầu tỏ vẻ tán thành. Dị thú kia còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên đột nhiên biến thành kiếm quang bay lên trời, tốc độ của hắn rất nhanh, thẳng tay chém một kiếm lên đầu con mãng xà kia. Bịch. Đầu con mãng xà không ngừng run rẩy,
vảy trên người nó lập tức nứt ra, nhưng Diệp Huyên cũng bay người ra ngoài, có điều ngay lúc bắn ngược ra, kiếm Thiên Chu trong tay hắn cũng đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng, kiếm quang xuyên thủng qua đầu con mãng xà kia, một dòng máu tươi bắn ra từ trong đầu nó. Con mãng xà đó ngẩng mặt lên trời gào thét, một khắc sau, cái đuôi khổng lồ của nó đột nhiên quét qua chân trời, khiến không gian chấn động. Nhận ra lực lượng ẩn chứa trong đuôi rắn, Diệp Huyên không dám dùng sức chống đỡ, hắn di chuyển, ngự kiếm xuất hiện trên đầu nó, con mãng xà kia phản ứng rất nhanh, nó bỗng nhiên há to miệng muốn nuốt Diệp Huyên, như muốn hút cả bầu trời vào trong miệng. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, hắn đang muốn sử dụng tử vong chi kiếm, đúng lúc này, con mãng xà kia đột nhiên kêu rên, Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó nhìn xuống dưới, không biết đuôi của nó đã bị chém đứt từ lúc nào, vừa khéo rơi vào trong dòng sông kia, trong chốc lát, cả con sông đều đã trở thành một màu đỏ như máu. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, Tiểu Phạn lẳng lặng đứng cách đó không ta, thanh kiếm rỉ sét trong tay cô bé còn đang nhỏ máu. Không nói cũng biết là cô bé ra tay. Con mãng xà trên không trung nhìn Tiểu Phạn, không ngừng gào thét, nhưng lại không dám ra tay. Tiểu Phạn nhìn nó, đột nhiên nâng kiếm kề lên cổ mình, dường như nhớ đến điều gì, cô bé lại rời kiếm đi, sau đó chém một kiếm về phía mãng xà. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Huyên, bụng con mãng xà kia xuất hiện một lỗ hổng to tướng, trong nháy mắt, máu tươi bắn ra ngoài như mưa, cả chân trời đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Hắn cảm thấy lúc trước mình hơi hiểu lầm thực lực của Tiểu Phạn rồi. Con mãng xà trên không trung vô cùng sợ hãi, Tiểu Phạn bên dưới lại muốn tiếp tục ra tay, nhưng lại bị Diệp Huyên ngăn cản. Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh. Chuyện này không đơn giản. Vì sao dị thú này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nó còn trông ngu ngốc như thế. Hắn không tin một dị thú ngu xuẩn có thể sống lâu đến vậy ở nơi này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hơi híp mắt lại, đây là một cái bẫy. Có người cố ý muốn mình và Tiểu Phạn giết chết dị thú này. Dị thú kinh. Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn đi tới trước mặt con dị thú kia, nhìn thấy Tiểu Phạn, trong mắt nó đầy sự sợ hãi. Nó sợ thật. Nó không dám chạy, cũng chạy không thoát. Diệp Huyên nhìn nó, ai bảo ngươi đến đây? Mãng xà cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Phạn lại chìa kiếm vào mãng xà, thấy thế nó không ngừng run rẩy, vội vàng nói, dị thú kinh. Dị thú kinh. Diệp Huyên nhắm mắt lại, quả nhiên đúng là nữ nhân kia giở trò. Nhưng tại sao đối phương lại muốn mình và Thiên Mạch Giả giết chết dị thú này? Việc này có lợi gì cho ả ta? Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn hơi híp mắt, hắn hiểu rồi. Nếu Tiểu Phạn giết chết con mãng xà này, vậy chắc chắn dị thú kinh sẽ tuyên bố công khai đối địch, mà khi đó, chắc chắn rất nhiều dị thú ở nơi này sẽ có lòng thù địch với hắn, thậm chí có thể còn liên thủ với nhau để đối phó với hắn. Bây giờ hắn ở trong địa bàn của dị thú, chỉ cần hắn không trêu vào dị thú, chắc chắn những dị thú sẽ không chủ động đến gây chuyện với hắn. Nhưng nếu hắn đã giết một dị thú thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Vì hắn là nhân loại. Khi đó có thể sẽ bị dị thú kinh tạo thành mâu thuẫn giữa hai chủng tộc. Lòng dạ độc ác. Diệp Huyên nhìn mãng xà, nhỏ lại đi. Mãng xà nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Huyên nhìn chằm chằm nó, ta biết có lẽ dị thú các ngươi đều có thể tùy ý thay đổi kích thước cơ thể của mình, ngươi nhỏ lại cho ta. Mãng xà nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm. Đúng lúc này, kiếm Tiểu Phạn đột nhiên kề lên đầu mãng xà. Dù thanh thiết kiếm này nhỏ hơn đầu của nó rất nhiều, nhưng chỉ một thanh thiết kiếm rỉ sét đã khiến con mãng xà kia thoáng chốc biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, tiền bối, giúp ta một chuyện. Tầng 9 hỏi, cái gì? Diệp Huyên nói, giúp ta dạy dỗ con rắn này. Nói xong, hắn ném thẳng con rắn kia vào tầng 9 của tháp giới ngục. Một lát sau, tầng 9 cất lời, được. Chẳng mấy chốc. Trong tầng 9 đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Dù tầng 9 không thể ra ngoài, nhưng không có nghĩa là y không mạnh. Theo Diệp Huyên, nếu tầng 9 có thể ra ngoài, thì đến bây giờ, e rằng chỉ có cô gái váy trắng, đệ cửu và Tiểu Phạn thần bí này mới có thể đánh thắng y. Hắn chưa từng xem thường tầng 9. Lúc trước tên này còn từng đấu với tiên tri.
Bên ngoài, Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, hờ hững nói, dị thú kinh, người muốn chơi, ta sẽ chơi với người đến cùng. Nói xong, hắn dắt Tiểu Phạn đi về phía xa. Lúc Diệp Huyên và Tiểu Phạn biến mất trên mặt sông xa xôi, một cô gái đột nhiên xuất hiện, chính là dị thú kinh kia. Dị thú kinh nhìn về phía xa, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhân loại, ta sẽ chơi với người đến cùng. Phía xa, Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng Diệp Huyên sẽ nhìn Tiểu Phạn, hắn phát hiện thực lực của Tiểu Phạn còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tiểu Phạn rất lợi hại. Khi nãy hắn có giao thủ với con mãng xà kia, hiểu rất rõ năng lực phòng ngự của nó, nhưng Tiểu Phạn lại có thể nhẹ nhàng chém rách thân thể của nó. Rốt cuộc là kiếm mạnh hay người mạnh? Diệp Huyên nhìn Tiểu Phạn, Tiểu Phạn, có thể cho ta xem thử kiếm của ngươi không? Tiểu Phạn lập tức đưa kiếm cho Diệp Huyên, rất sảng khoái, không hề do dự một chút nào. Diệp Huyên nhận lấy thanh kiếm, hắn quan sát một lúc, sau đó nhíu mày. Chỉ là một thanh thiết kiếm bình thường, thật sự không có gì đặc biệt cả. Diệp Huyên chợt nhớ ra, thầm nói, tiền bối, người có thể nhìn ra không? Một lát sau, tầng 9 đáp, không thể nhìn ra. Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 không thể nhìn ra chỉ có hai cách giải thích. Một là thanh kiếm này chỉ là một thanh thiết kiếm dỉ xét, không có gì đặc biệt. Hai là ngay cả tầng 9 cũng không thể nhìn thấu được nó. Sau khi quan sát một lúc, Diệp Huyên trả thanh kiếm lại cho Tiểu Phạn, hắn hơi do dự, sau đó đưa kiếm Thiên Chu cho Tiểu Phạn, Tiểu Phạn, người cảm thấy thanh kiếm này thế nào? Tiểu Phạn quan sát kiếm Thiên Chu, cô bé chớp mắt, sau đó nâng thiết kiếm lên. Diệp Huyên hỏi, ý ngươi là kiếm của ngươi tốt hơn thanh kiếm này sao? Tiểu Phạn lắc đầu, cô bé hơi do dự, sau đó chỉ thiết kiếm, lại chỉ vào mình. Diệp Huyên hiểu rồi. Phù hợp. Ý Tiểu Phạn là thanh thiết kiếm này phù hợp với mình. Kiếm không phải xét tốt hay không, mà là có thích hợp hay không. Quần áo có đẹp hơn nữa, nếu không thích hợp thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Huyên cất kiếm Thiên Chu, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn nắm tay Tiểu Phạn, tăng nhanh tốc độ. Trong núi lớn vô tận thỉnh thoảng có tiếng dị thú gào thét và tiếng mặt đất rung lên. Đây là một thế giới dị thú hoành hành. Diệp Huyên không dám tưởng tượng nếu dị thú trong này đều xuất hiện ở Ngũ Duy, không biết Ngũ Duy sẽ trở thành thế nào. Sẽ thành quỷ ma quần loạn. Hơn nữa bây giờ hắn càng mong đợi với hai cấm địa ngục tối vô biên và hư vô duy độ kia rồi. Chắc chắn hai nơi đó sẽ không thua kém nơi này. Có thời gian nhất định phải đi xem thử, đương nhiên lúc này chỉ có thể nghĩ mà thôi, bây giờ nếu không phải có Tiểu Phạn, hắn cũng không dám đi lại quang minh chính đại trong nơi này như thế. Dù bây giờ hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể nghênh ngang ở nơi này được. Có điều cao thủ cấp bậc bất tử nhân bình thường ở bên ngoài cũng đừng hòng giết hắn. Đương nhiên lại có một vấn đề mới. Dị thú kinh. Chắc chắn người phụ nữ này cũng đang dòm ngó thư phòng kia. Đúng là một phiền phức còn chưa giải quyết đã có một phiền phức mới xuất hiện rồi. Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Huyên cũng gặp người đàn ông áo đen và cửa hàng nhỏ mà gã nói. Cửa hàng nhỏ này nằm ở bên bờ sông, phía sau là mấy ngọn núi lớn. Không thể không nói, một cửa hàng nhỏ xuất hiện ở nơi này trông có hơi kỳ lạ. Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn tăng tốc, chẳng mấy chốc, hắn và Tiểu Phạn đã đi tới trước cửa hàng. Sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện đây là một lò rèn. Trước cửa hàng bày mấy món binh khí, đều là những binh khí vô cùng bình thường. Diệp Huyên nhìn vào cửa hàng, cung kính hành lễ, vãn bối Diệp Huyên xin chào tiền bối. Không có ai trả lời. Chẳng lẽ không có người? Diệp Huyên lại chào một tiếng nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Diệp Huyên tiến lên, nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, một lực lượng mạnh mẽ đã bao phủ lấy hắn. Có người. Diệp Huyên vội dừng lại, lúc này, Tiểu Phạn bên cạnh đột nhiên ra tay. Vụt. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, cửa hàng kia đã biến thành tro bụi. Diệp Huyên. Một ông lão ngồi trên ghế gỗ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta đang uống trà. Nhưng trong hơi kỳ quái, vì tách trà còn ở trước miệng ông ta, rõ ràng khi ông ta muốn uống thì Tiểu Phạn lại ra tay. Ông lão mặc trường bào màu trắng, mái tóc bạc phơ. Ông lão vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Phạn cũng nhìn chằm chằm ông ta, hơn nữa còn định ra tay tiếp.
Diệp Huyên vội nói, chào tiền bối. Ông lão nhìn chằm chằm Tiểu Phạn, không hổ là thiên mạch giả, lợi hại. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, người cũng rất lợi hại. Mình lợi hại. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Ông lão hỏi, tìm ta làm gì? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, vãn bối muốn học rèn. Học rèn. Ông lão cười khẩy, người chắc chứ? Diệp Huyên đáp, ta có thể học không? Ông lão lắc đầu, học rèn không phải chuyện một ngày, người không có nhiều thời gian như thế. Hơn nữa người muốn học rèn không phải vì thích rèn, mục đích của ngươi không tốt, cho nên ta không dạy ngươi. Diệp Huyên. Ha ha. Lúc này, tầng 9 chợt bật cười, xem ra không phải lúc nào ngươi cũng may mắn. Lúc này, ông lão lại nói, dù ta không dạy ngươi rèn, nhưng ngươi cần giúp đỡ gì cứ việc nói, nếu trong khả năng, ta sẽ không từ chối. Lúc này, tầng 9 lại nói, xin lỗi đại ca, ta rút lại lời nói vừa rồi. Diệp Huyên. Ông lão tóc trắng quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, có phải ngươi nghi ngờ vì sao ta muốn giúp ngươi không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão tóc trắng lắc đầu, trước đây, ta cảm thấy kỹ thuật rèn của mình đứng đầu từ trước đến giờ, cho đến khi gặp một người. Diệp Huyên hỏi, tiên tri. Ông lão tóc trắng gật đầu, sự xuất hiện của hắn khiến ta hiểu kỹ thuật rèn của mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật sự giống như câu nói kia. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng cảm thấy mình lợi hại lắm, vì chắc chắn còn có người lợi hại hơn mình. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, chỉ vì ta là truyền nhân của tiên tri, cho nên tiền bối mới giúp sao? Truyền nhân? Vẻ mặt ông lão tóc trắng hơi kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao vậy, không phải ư? Ông lão tóc trắng nói, coi là thế đi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, cái gì gọi là coi là thế đi? Ông lão tóc trắng lại nói sang chuyện khác, đến tìm ta làm gì? Diệp Huyên lấy kiếm Thiên Chu và kiếm Trấn Hồn ra để trước mặt ông lão tóc trắng, mong tiền bối nâng cấp hai thanh kiếm này. Ông lão tóc trắng quan sát hai thanh kiếm, sau đó nói, kiếm tốt. Nói xong, ông ta nhìn kiếm Thiên Chu, đặc biệt là thanh kiếm này có vẻ không trọn vẹn, nếu là kiếm bản thể chắc chắn là một thanh kiếm ghê gớm. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên vội lấy hai thanh kiếm ra, hai thanh kiếm này là hắc kiếm và kiếm của Tiểu Thất. Trước đó hắn đã trả kiếm lại cho Tiểu Thất, nhưng Tiểu Thất lại cho hắn hỏi tại sao nhưng nàng ta không nói gì. Thanh kiếm của Tiểu Thất, hắc kiếm cùng với kiếm Thiên Chu và kiếm của cô gái váy trắng vốn là một, cũng chính là kiếm của Thanh Nhi, sau này Thanh Nhi chia nó làm bốn. Mà sau đó, kiếm của cô gái váy trắng đã vượt qua kiếm bản thể. Hắn từng hợp thể bốn thanh kiếm lại, vì thế nên lần đó Thanh Nhi mới xuất hiện. Thanh Nhi, nghĩ đến cô gái đó, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên u ám. Đó là cô gái cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên. Đáng tiếc là sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Diệp Huyên, Tiểu Phạn chợt nhẹ nhàng kéo tay hắn, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười khẽ, không sao. Tiểu Phạn gật đầu. Sau đó lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hắn lấy kẹo hồ lô mở nó ra, sau đó bắt đầu ăn. Không thể từ chối ý tốt của cô bé được. Thấy Diệp Huyên ăn, rõ ràng Tiểu Phạn rất vui vẻ, nhưng cô bé không cười, chỉ là trong mắt có nhiều hơn chút cảm xúc khác mà thôi. Lúc này, ông lão tóc trắng chợt cất lời, ba thanh kiếm này của ngươi, rất thú vị. Diệp Huyên nhìn ông lão, sao lại nói thế? Ông lão tóc trắng chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, có lẽ vẫn còn một thanh kiếm nữa. Diệp Huyên nhìn ông lão này đúng là có tài. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy kiếm của cô gái váy trắng ra. Khi nhìn thấy kiếm của cô gái váy trắng, ông lão tóc trắng lập tức híp mắt lại, phàm kiếm. Diệp Huyên hỏi, tiền bối cũng biết phàm kiếm sao? Ông lão tóc trắng nói, ta biết phàm kiếm lạ lắm à? Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Đương nhiên là không, chỉ muốn hỏi tiền bối đã từng thấy phàm kiếm rồi sao? Ông lão tóc trắng im lặng. Diệp Huyên nhìn ông lão, một lát sau, ông ta nhìn Tiểu Phạn ở bên cạnh, kiếm của nàng chính là phàm kiếm. Phàm kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Lúc này, ông lão tóc trắng lại nói, nhưng kiếm của nàng không mạnh bằng thanh kiếm của ngươi, chủ của thanh kiếm này của người có thực lực không thua gì tiên tri. Diệp Huyên im lặng.
không ngờ chỉ với một thanh kiếm mà ông lão đã có thể suy đoán ra thực lực của cô gái váy trắng. Ông lão lại nhẹ giọng nói, trước giờ, thế giới này chưa từng thiếu cao thủ. Nói xong, ông ta trả kiếm của cô gái váy trắng lại cho Diệp Huyên, kiếm này của ngươi có cấp bậc quá cao, ta không làm gì được. Bốn thanh kiếm này của ngươi có hai thanh kiếm bị phong ấn rồi. Diệp Huyên nhìn kiếm của Tiểu Thất và thanh hắc kiếm này, là hai thanh kiếm này sao? Ông lão tóc trắng gật đầu, hai thanh kiếm này có lực lượng đặc biệt, nhưng đa phần đều đã bị phong ấn, đợi lát nữa ta sẽ mở phong ấn giúp ngươi. Nói xong, ông ta nhìn về phía kiếm Thiên Chu, ngươi có muốn khiến thanh kiếm này trở nên siêu cấp cường đại không? Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, siêu cấp cường đại là có ý gì? Ông lão tóc trắng cười nói, chính là kiểu rất lợi hại ấy. Nhưng ta cần một loại nguyên liệu, ngươi phải tự đi lấy. Diệp Huyên hỏi, nguyên liệu gì? Ông lão nhìn Diệp Huyên, vảy của Trúc Long. Diệp Huyên nhíu mày, vảy của Trúc Long. Trúc Long là thứ gì? Khóe miệng ông lão giật giật, Trúc Long không phải đồ vật, là dị thú, từng đứng đầu trên bảng dị thú, lúc đó vì bảo vệ dị thú mà chống lại ngũ duy kiếp với vị kỳ nhân kia. Mí mắt Diệp Huyên giật giật, nó còn sống không? Ông lão tóc trắng lắc đầu, sao có thể, nó gánh chịu đa phần lực lượng của ngũ duy kiếp, bị thương rất nặng, cuối cùng bỏ mình rồi, vị kỳ nhân kia đã đưa nó đến nơi này. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, ở núi Trương Vĩ cách nơi này nghìn dặm. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, nó đã chết, ta đi lấy vảy của nó, như thế có phải không đúng lắm không? Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, nếu là người khác đi lấy chắc chắn sẽ chết không toàn thây, nhưng người đi lấy có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Huyên, tầng 9 đột nhiên nổi giận, con mẹ nó, lại là như thế, đúng là không có thiên lý. Để ông đây chết quách đi cho xong, đều là người sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Nghe thấy lời của tầng 9, Diệp Huyên cạn lời, thầm nói trong lòng, tiền bối, người có cần phản ứng mạnh như thế không? Cần. Tầng 9 nói với vẻ giận dữ, người có biết trước đây ta tu luyện như thế nào không? Dù phát hiện được bí cảnh cũng phải cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được chút đồ tốt, còn ngươi thì hay rồi, sau khi đi vào chẳng khác nào gian lận, đầu tiên là có thiên mạch giả đi theo, bây giờ đại sư trong này còn tốt với ngươi như thế, mẹ nó, ngươi nói xem ngươi có phải tiên tri đầu thai không? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, gần đây thật sự hơi may mắn quá. Tầng 9 khẽ thở dài, người đây là may mắn đến bất thường đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Đúng thật là may mắn đến bất thường. Tại sao chứ? Thật ra hắn cũng rất khó hiểu. Chẳng lẽ mình là tiên tri chuyển thế? Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão tóc trắng, tiền bối, ngài nói thật cho ta biết, có phải ta là tiên tri chuyển thế không? Mí mắt ông lão tóc trắng hơi giật, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi thấy sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Ông lão tóc trắng không nói gì. Diệp Huyên lại nói, nếu kiếp trước ta là tiên tri, vậy cô gái váy trắng thì sao? Chắc chắn nàng không quen biết gì tiên tri, còn có huyết mạch của ta nữa, hình như tiên tri đâu có huyết mạch này đúng không? Tầng 9 đáp, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cho nên lại cảm thấy ngươi không phải tiên tri chuyển thế, vì rõ ràng cô gái váy trắng không quen biết tiên tri, còn có huyết mạch của ngươi nữa. Huyết mạch của ngươi cực kỳ không đơn giản, chắc chắn vị phụ thân chưa từng gặp mặt của ngươi là một người không hề đơn giản, như vậy vấn đề là rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên im lặng. Tầng 9 lại nói, thật ra ta cảm thấy kiếp trước ngươi cũng không được lợi hại lắm, kiếp này của ngươi mới thật sự là lợi hại. Chỉ nói chỗ dựa thôi, cả ngũ duy này có ai sánh bằng ngươi chứ? Phệ linh tộc và vô địch tông kia đều chỉ là một đám vô dụng, đấu với ngươi mà thua, bọn họ sẽ phải chết. Còn thắng thì bọn họ sẽ chết thê thảm hơn. Dù sao thắng thua gì cũng là chết, để ta mặc niệm cho bọn họ trước. Diệp Huyên lắc đầu, cô gái váy trắng có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Không. Hắn cảm thấy, hắn vẫn nên dựa vào bản thân mình. Cho dù lúc nào cũng phải dựa vào chính mình, thỉnh thoảng dựa vào cô gái váy trắng thôi là được. Lúc này, ông lão tóc trắng chợt cất lời, người đi đến đó không phải là không có nguy hiểm. Không có chuyện gì là hoàn toàn chắc chắn cả. Diệp Huyên nhìn ông lão tóc trắng, là sao? Ông lão đáp, dị thú kinh. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu ngay. Thật ra tầng 9 có thể nhìn thấy lợi ích hắn có được,
lại không nhìn thấy nguy hiểm mà hắn gặp phải, lúc mới đến, nếu không vì hắn cho con chó cọp kia một trái linh quả thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Hắn có thể sống đến bây giờ, tiểu phản có công rất lớn. Ông lão tóc trắng lại nói, lần này đến núi Trường Vĩ còn có một phiền phức lớn, đó là Trúc Long từng rất có tiếng tăm, dù nó đã chết nhưng lại có rất nhiều dị thú đang canh giữ nó, những dị thú này sẽ không cho một nhân loại như ngươi đến gần nó. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, không phải tiền bối đã nói chỉ cần ta đi là được sao? Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, ý của ta là, ngươi nhất định phải còn sống đi đến trước mặt Trúc Long kia, chỉ khi ngươi nhìn thấy nó ngươi mới có thể có được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Ông lão tóc trắng nói, sao ngươi hỏi lắm thế? Có đi hay là không? Không đi ta sẽ mở phong ấn hai thanh kiếm này cho ngươi, sau đó ngươi đi đi. Đi hay là không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, nếu lấy được vảy Trúc Long kia, kiếm của ta sẽ mạnh đến mức nào? Ông lão tóc trắng đáp, mạnh hơn bây giờ không chỉ gấp 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Sau đó nói, ta đi. Dứt lời, hắn kéo tiểu phản xoay người rời đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì nên hắn lại dừng chân, sau đó nhìn tiểu phản, hay là ngươi ở tạm lại chỗ này? Tiểu phản nhìn Diệp Huyên, cô bé không nói lời nào mà cứ nhìn hắn như thế. Diệp Huyên vội nói, đừng đừng, chúng ta đi với nhau. Nói xong, hắn dắt tiểu phản bước nhanh đi. Ông lão tóc trắng nói, bốn thanh kiếm kia ở lại chỗ của ta, ta đợi ngươi trở lại. Diệp Huyên ở phía xa chợt đáp lời, nếu ta không về được thì sao? Ông lão nói thẳng, vậy chúng nó sẽ thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Huyên tức muốn hộc máu. Ông già này đúng là quá xấu xa. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn theo tiểu phản biến mất ở nơi xa. Ông lão tóc trắng thôi không nhìn nữa, ông ta nhìn bốn thanh kiếm trong tay. Nhẹ giọng nói, thật là kiếm tốt. Tiểu tử này. Ở phía xa, tầng 9 chợt cất lời, ngươi tin tưởng ông già kia thế. Không sợ bị gài bẫy lần nữa à? Diệp Huyên cười hỏi, người thấy sao? Như nghĩ đến điều gì, tầng 9 nói, cũng phải, thực lực của ông lão kia hoàn toàn có thể áp đảo ngươi, ông ta hoàn toàn không cần bày mưu tinh kế gì. Hơn nữa cao thủ thế này cũng không thích bày mưu tính kế. Đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Diệp Huyên nói, tiền bối, thật ra ta rất muốn biết thực lực chân chính của người. Tầng 9 nói, không cần hỏi, chính là vô địch đấy. Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên không đi bộ nữa, vì nơi đó quá xa. Hắn mang theo tiểu phản cùng ngự kiếm phi hành, chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được một hơi thở dị thú mạnh mẽ đánh về phía hắn và tiểu phản. Diệp Huyên vội nói, thiên mạch giả đi qua, mong nể mặt một chút. Nói xong. Hắn nhìn về phía tiểu phản chớp mắt, nâng thiết kiếm rỉ sét trong tay lên. Sau một thoáng im lặng, hơi thở mạnh mẽ ở phía xa lặng lẽ rút đi. Có hiệu quả. Lúc này, giọng nói của tầng 9 vang lên, thế mà cũng được à. Diệp Huyên cười to, không thể không nói, tiểu phản thật sự rất có mặt mũi. Diệp Huyên và tiểu phản tăng tốc đến núi Trường Vĩ. Trên đường đi, dù có gặp một vài dị thú mạnh mẽ. Nhưng lần nào cũng chỉ cần đưa tiểu phản ra, những dị thú kia đều sẽ tự động rút lui. Thật ra không chỉ vì tiểu phản là thiên mạch giả, mà còn vì thực lực của cô bé nữa. Thực lực của cô bé quá mạnh mẽ, những dị thú này không muốn giao thủ với cô bé, cộng thêm thân phận của cô bé, cho nên bọn chúng đều rất nể mặt. Cứ thế khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và tiểu phản đi tới phạm vi núi Trường Vĩ, hai người họ vừa đặt chân đến núi Trường Vĩ. Một hơi thở mạnh mẽ đã lập tức bao phủ lấy cả hai, Diệp Huyên vội nói thiên mạch giả đi ngang qua, xin các hạ. Lúc này, một tiếng gào giận dữ đột nhiên vang lên, cút. Diệp Huyên, tiểu phản nhìn về nơi giọng nói vang lên, không nể mặt mình ư. Cô bé nắm chặt thanh kiếm chém một cái về hướng kia. Xoẹt, không gian ở phía xa lập tức nứt ra, một khắc sau, một lực lượng mạnh mẽ lan ra từ nơi đó. Ầm ầm, bầu trời ở nơi đó không ngừng dao động. Tiểu phản đang muốn ra tay một lần nữa, một người đàn ông đầu người thân rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người đàn ông nhìn tiểu phản, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, thiên mạch giả. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì tiểu phản đột nhiên đâm một kiếm tới. Chỉ là một kiếm rất đơn giản.
Mà một kiếm đơn giản như vậy lại khiến sắc mặt người đàn ông hoàn toàn thay đổi, gã giơ tay phải lên chặn ở trước mặt, chấn thủ. Ầm. Một lực lượng mạnh mẽ càn quét ra từ trong tay phải của gã, nhưng cánh tay phải của gã vẫn bị chém bay ra ngoài. Thẳng tay chém đứt. Tiểu Phạn đang muốn ra tay nữa thì có một giọng nói vang lên trên bầu trời, mong các hạ nương tay. Sau giọng nói này, một ông lão xuất hiện trước mặt Tiểu Phạn và Diệp Huyên. Vóc dáng của ông lão vô cùng cao to, mặt người nhưng trên đầu lại có một cặp sừng màu trắng. Ông lão nhìn Tiểu Phạn, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, các hạ là nhân loại. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão nhíu mày, vì sao các hạ lại đến đây? Rõ ràng ông ta biết Diệp Huyên trước mặt mới là người làm chủ. Diệp Huyên nói, ta muốn thăm viếng Trúc Long tiền bối. Nghe vậy, ông lão kia lập tức híp mắt lại, sâu trong đôi mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Diệp Huyên lại nói, ta không có ác ý. Ông lão nhìn Diệp Huyên, nhân loại, người nghĩ ta bị ngu à? Diệp Huyên im lặng. Lúc này, tầng 9 chợt cất lời, xung quanh có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, cẩn thận. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên đúng như lời ông lão áo trắng nói, có rất nhiều dị thú đang canh giữ nơi này. Ông lão kia đột nhiên nói tiếp, nhân loại, nơi này là chốn linh thiêng, chúng ta không muốn có người quấy rầy Trúc Long đại thần, cũng không muốn đối đầu với thiên mạch giả, mời ngươi dẫn theo nàng rời đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, có thể để ta gặp Trúc Long tiền bối một lần không? Chỉ gặp một lần thôi, sau khi gặp, hai người chúng ta sẽ lập tức rời đi. Ông lão nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt lạnh giá, nhân loại, ngươi đừng ép chúng ta. Diệp Huyên sa sầm mặt, rõ ràng là không thể thương lượng. Phải làm sao đây? Rời đi ư? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong ngọn núi, trực giác nói với hắn, chỉ cần nhìn thấy Trúc Long kia, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà hắn biết, muốn đi vào thì nhất định phải đánh nhau. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đương nhiên người thật sự ông ta đề phòng chính là Tiểu Phạn. Đây chính là thiên mạch giả. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, tiền bối, nơi này có bao nhiêu dị thú mạnh? Tầng 9 đáp, rất nhiều, các ngươi không liều mạng xông vào được đâu. Nếu đánh nhau, cô bé có thể an toàn rút lui, còn ngươi thì không. Không thể dùng bạo lực. Diệp Huyên nhìn ông lão kia, cười nói, tiền bối, thật sự không thể thương lượng sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, nhân loại, ta biết ngươi không phải một người đơn giản, chúng ta cũng không muốn có ân oán gì với ngươi. Nhưng nơi này là nơi Trúc Long yên nghỉ, chúng ta không muốn người hoặc dị thú nào đến làm phiền ngài ấy, cho nên mời ngươi rời đi. Diệp Huyên cười, tiền bối, ta biết ở trong mắt ông, ta không có tư cách đi tế bái Trúc Long tiền bối, nhưng mà... Nói đến đây, hắn nhìn Tiểu Phạn ở bên cạnh, chẳng lẽ thiên mạch giả cũng không có tư cách sao? Nghe vậy, ông lão nhìn Tiểu Phạn, im lặng. Thấy thế, Diệp Huyên thầm vui mừng. Sau đó lại nói, tiền bối, là thiên mạch giả, có lẽ nàng có tư cách gặp Trúc Long tiền bối đúng không? Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, nếu thiên mạch giả muốn tế bái Trúc Long đại thần thì chúng ta không có gì để nói hết, nhưng nhân loại, ngươi thì sao? Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, ý ông già này là mình không có tư cách chứ gì? Diệp Huyên nhìn ông lão, lạnh lùng nói, tiền bối, ông biết ta là ai không? Ông lão lạnh lùng cất lời, không biết. Diệp Huyên cười châm chọc, ông không nhìn thấy thiên mạch giả đều nghe theo ta sao? Vậy mà ông còn không biết ta là ai, ta nói ra sẽ khiến ông sợ chết đấy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, xin mời nói tiếp. Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên có hơi khó coi, ông lão này khó chơi đấy. Hết cách rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm của cô gái váy trắng. Nhìn thấy thanh kiếm này. Sắc mặt của ông lão lập tức thay đổi, phàm kiếm. Phàm kiếm? Thứ này có nghĩa gì? Có nghĩa chủ nhân của thanh kiếm này là một cao thủ tuyệt thế. Thật ra rất nhiều người đều không hiểu sự đáng sợ của phàm kiếm, chỉ có những cao thủ hàng đầu mới hiểu phàm đáng sợ đến mức nào. Sở dĩ ông ta hiểu sự đáng sợ của cao thủ thế này là vì trước kia từng đi theo Trúc Long, có nghe Trúc Long nói về phàm kiếm. Cao thủ đẳng cấp này hoàn toàn không thua kém Trúc Long. Vì dù ở thời đại Bạch Ác, phàm kiếm cũng gần như chỉ là một truyền thuyết, nói đúng hơn là thời đại Bạch Ác không có cao thủ thế này,
chỉ có vị bất bại A-La vào Hàn Võ Kỳ trong truyền thuyết là có phàm kiếm mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Mà bây giờ, không ngờ ông ta lại gặp được phàm kiếm. Diệp Huyên nhìn ông lão, tiền bối, ta muốn đại diện sư phụ đến tế bái Trúc Long tiền bối, được chứ? Ông lão nhìn Diệp Huyên, sư phụ ngươi là cao thủ cấp bậc phàm kiếm. Diệp Huyên nói, chẳng lẽ không giống à? Ông lão im lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu một vị không thể, vậy hai vị thì sao? Ông lão nhíu mày, ngươi có ý gì, ngươi? Lúc này, Diệp Huyên lại mở lòng bàn ta ra, kiếm của người đàn ông áo xanh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh kiếm này, ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên, phàm kiếm. Hai thanh phàm kiếm. Diệp Huyên gật đầu, ta vẫn còn. Dứt lời, một thanh kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, chính là thanh kiếm của kiếm tu Mặc Trường Bào trắng. Ba thanh phàm kiếm. Ông lão đã hóa đá rồi, ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm mà vội vàng dụi mắt, sau đó mới chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Thật sự là ba thanh phàm kiếm. Lúc này, Diệp Huyên chỉ kiếm của cô gái váy trắng, đây là của sư phụ ta. Sau đó, hắn chỉ vào thanh kiếm của người đàn ông áo xanh, đây là của huynh đệ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ thanh phàm kiếm cuối cùng kia, đây là của đại ca ta. Ông lão trợn mắt há mồm. Thật ra với kiến thức và thực lực của ông ta, có cảnh tượng hoành tráng nào chưa từng thấy đâu. Nhưng tình cảnh trước mặt thật sự khiến ông ta thấy sợ hãi. Ba thanh phàm kiếm. Thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên nhìn ông lão tiền bối, ta có thể đại diện cho sư phụ ta, huynh đệ ta, đại ca ta đi tế bái Trúc Long tiền bối không? Đây là uy hiếp. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ông ta im lặng một lát, sau đó nói, các ngươi đi đi, nhưng chỉ có thể tế bái, không được làm phiền Trúc Long đại thần nghỉ ngơi. Diệp Huyên cất ba thanh kiếm đi, nói, đương nhiên. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó nhường đường. Diệp Huyên kéo Tiểu Phạn đi vào sâu trong núi. Ông lão kia cũng đi sát theo sau. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, áp lực này vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy chân mình như nặng nghìn cân, di chuyển nửa bước cũng khó. Lúc này, tầng 9 cất lời, đây là Long Huy. Long Huy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, uy thế của Trúc Long kia sao? Mạnh thật. Tầng 9 nói, không hổ là dị thú đứng đầu bảng, chỉ uy lực còn sót lại mà đã mạnh như thế rồi. Diệp Huyên gật đầu. Phải biết rằng Trúc Long kia đã chết rồi, mà sau khi chết, uy lực của đối phương còn mạnh như thế, vậy nếu đối phương còn sống thì sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Diệp Huyên vận chuyển kiếm ý và tử khí trong người, sau đó dẫn Tiểu Phạn đi đến bên hồ, hồ rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão. Ông lão nhẹ giọng nói, cơ thể của Trúc Long đại thần ở trong cái hồ này. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía mặt hồ, cung kính thi lễ, vãn bối Diệp Huyên bái kiến Trúc Long tiền bối. Mặt hồ yên tĩnh, không hề có sự đáp lại nào. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì ông lão kia chợt cất lời, đã bái xong rồi thì đi đi. Diệp Huyên nhìn về phía mặt hồ, sau đó dẫn Tiểu Phạn xoay người rời đi. Hắn rất muốn có được vảy của Trúc Long. Nhưng hắn sẽ không quá phận làm phiền người ta nghỉ ngơi. Nếu Trúc Long linh thiêng, hắn đã đến, chắc chắn đối phương sẽ biết, nếu đối phương không hề đáp lại thì chứng minh đối phương không muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể trắng trợn cướp đoạt, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào dồn mình vào tình thế nguy hiểm cả. Những dị thú này không phải kẻ hiền lành. Thấy Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn rời đi, ông lão kia cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Diệp Huyên thật sự làm loạn, ông ta vẫn phải kiêng dè, không chỉ vì Tiểu Phạn mà còn vì ba thanh kiếm kia của Diệp Huyên nữa. Ba thanh kiếm kia quá đáng sợ. Lúc này, mặt hồ đột nhiên dao động. Diệp Huyên dừng lại, ông lão kia xoay người nhìn về phía mặt hồ với vẻ mặt ngạc nhiên. Một giọng nói nhanh chóng vang lên từ trong mặt hồ, ngươi đến rồi. Ai đến rồi cơ? Diệp Huyên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông lão kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó ông ta quỳ xuống, run rẩy nói, Trúc Long đại thần. Diệp Huyên nhìn mặt hồ, tiền bối. Lúc này, giọng nói của Trúc Long lại vang lên, thì ra là thế, người đến đây là vì chuyện gì? Diệp Huyên nói, muốn xin tiền bối một thứ. Trúc Long hỏi, thứ gì? Diệp Huyên đáp, vảy của Trúc Long. Nghe vậy,
ông lão lập tức nổi giận, to gan. Vảy của Trúc Long. Đó chính là vảy ngược của Trúc Long, là thứ sắc bén nhất trên thân rồng, mà bên dưới vảy ngược đó chính là chỗ yếu nhất của rồng. Vì thế từ xưa có câu, vảy ngược của rồng, không thể chạm vào. Mà Diệp Huyên lại ngang nhiên muốn có vảy ngược, có khác nào đang kiếm chuyện đâu. Lúc này, mặt hồ đột nhiên rung lên, sau đó, một miếng vảy màu đen bay lên từ trong mặt hồ, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia lập tức ngây người. Diệp Huyên cũng sửng sốt, thật sự dứt khoát như thế à? Lúc này, Trúc Long lại hỏi, đủ chưa? Ông lão ở bên cạnh lập tức hóa đá. Ít hầu của Diệp Huyên lăn lên lộn xuống, sau đó hỏi, còn nữa không? Trúc Long không nói gì, nhưng lại có hai miếng vảy bay đến từ dưới đáy hồ, sau đó dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Ba miếng vảy Trúc Long. Diệp Huyên không thể bình tĩnh nổi nữa. Đây là vảy của Trúc Long, có thể là thứ cứng nhất thế gian này. Mà đối phương cứ thế cho mình ba miếng. Chẳng lẽ mình chính là con của ông trời trong truyền thuyết sao? Hay mình thật sự là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp? Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy mọi thứ quá mộng ảo, vô cùng không chân thực. Lúc này, Trúc Long kia lên tiếng, cho dù là lý do gì thì ta cũng tin ngươi. Chuyện năm đó hắn không thể làm, hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Diệp Huyên nghe mà không hiểu, hắn nhìn về phía mặt hồ, đang muốn hỏi thì Trúc Long đã lên tiếng trước, đi đi. Sau này sẽ có ngày gặp lại. Diệp Huyên không nói gì nữa, hắn cúi người thật thấp với mặt hồ, sau đó dắt Tiểu Phạn xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối ông lão kia vẫn còn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Một lát sau, mặt hồ yên tĩnh trở lại. Sau khi rời khỏi hồ, Diệp Huyên im lặng bước đi. Tầng 9 hỏi, sao thế, không vui à? Diệp Huyên chợt nói với vẻ hưng phấn, tiền bối, ta có một suy nghĩ. Tầng 9 hơi ngạc nhiên, suy nghĩ gì? Diệp Huyên đáp, đợi sau khi ra khỏi nơi này, ta muốn đến hư vô duy độ, sau đó đến ngục tối vô biên. Nói xong, hắn cười to. Mình may mắn đến mức này, đến đó chắc chắn có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Tầng 9 nói, ta cũng rất tò mò, không biết người đi đến hai nơi đó có còn may mắn được thế hay không? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó dẫn theo Tiểu Phạn tăng tốc. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là ông lão khi nãy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Ông lão hơi do sự, sau đó hỏi, tiểu hữu quen Trúc Long đại thần sao? Diệp Huyên chớp mắt, ta không biết ông ấy, nhưng ông ấy biết ta. Ông lão nhíu mày, là sao? Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão, sau đó nhẹ giọng nói, ông biết khi nãy ông ấy nói câu, người đến rồi, là có ý gì không? Ông lão lắc đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thật ra kiếp trước ta chính là kỳ nhân sáng tạo ra dị thú kinh. Nghe vậy, ông lão trợn mắt, gì cơ, sao có thể có chuyện đó được? Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói một lời. Lúc này đầu óc ông lão có hơi hỗn loạn. Kỳ nhân kia. Nếu không phải kỳ nhân kia, sao Trúc Long đại thần lại nói câu đó? Câu nói đó ý là đang nói chuyện với người quen mà. Chẳng lẽ Trúc Long đại thần nhận lầm người? Sao có thể chứ? Như nghĩ đến điều gì, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ngươi là kỳ nhân kia, vậy vì sao dị thú kinh muốn hợp tác với dị thú giết người? Nghe vậy, Diệp Huyên chớp mắt, sau đó, hắn nổi giận, đồ phản bội này. Ông biết không? Lúc ta vừa đến nơi này ả ta đã nhận ra ta, mà sở dĩ ả ta muốn giết ta, tiền bối thông minh như thế, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ông lão nhắm mắt lại, nàng ta muốn giết chủ. Đúng thế. Diệp Huyên nổi giận, người phụ nữ đó muốn giết chủ. Ông lão trầm giọng nói, nhưng tại sao nàng muốn giết chủ? Diệp Huyên nói, ông thử nghĩ xem. Ông lão suy nghĩ một lát. Sau đó nói, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Diệp Huyên vội gật đầu, đúng thế. À ta là muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ta, bây giờ ta vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, là lúc ta suy yếu nhất, cũng là lúc à ta dễ giết ta nhất. Chỉ cần giết ta, à ta sẽ được tự do, đồng thời có thể hoàn toàn biến dị thú các ông thành tôi tớ của mình. Ông lão nhíu mày, nàng ta không có thực lực này. Diệp Huyên cười khẩy,
nhưng các ông đang ở trong thế giới của ả ta. Ông lão lắc đầu, nàng ta không dám biến dị thú nơi này thành tôi tớ của mình, nếu là vị kỳ nhân kia, có lẽ hắn sẽ có thực lực đó, nhưng hắn cũng không làm thế, hắn rất tôn trọng chúng ta. Diệp Huyên nói, trước đây ả ta không dám là vì có ta, nhưng bây giờ không còn sự kiềm chế của ta nữa, một khi ả ta hồi phục, khi đó thì các ngươi sẽ xong đời. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người thật sự là vị kỳ nhân kia sao? Rõ ràng ông ta vẫn hơi nghi ngờ thân phận của Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, nếu không tin thì ông hỏi thiên mạch giả đi. Ông lão nhìn về phía Tiểu Phạn, Tôn Hạ, hắn thật sự là kỳ nhân kia ư? Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm, gật đầu. Tiểu Phạn lập tức gật đầu. Cái gật đầu của Tiểu Phạn khiến sắc mặt ông lão trở nên nghiêm trọng. Con người biết nói dối, nhưng lấy thân phận của thiên mạch giả, nhất định sẽ không làm vậy. Ông ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt dần thay đổi, một hồi sau thì khẽ nói, hôm nay các hạ trở lại đây để làm gì? Diệp Huyên, ông có biết ngũ duy kiếp sắp ập xuống không? Đối phương gật đầu, tính thời gian thì đã sắp rồi. Diệp Huyên, lần này ta đến đây để làm chút chuyện, sau đó sẽ chống lại ngũ duy kiếp. Chống lại ngũ duy kiếp ư? Ông lão do dự một phen, các hạ liệu có chắc chắn? Diệp Huyên lắc đầu, không có gì là chắc chắn cả. Dị thú kinh kia đã phản bội, còn kéo theo vô số dị thú muốn hại ta. Sức mạnh của ta hôm nay còn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn đối đầu với ả vẫn có chút khó khăn. Ông lão nhìn thấy ánh mắt của hắn mà sinh lòng do dự. Sao ông ta có thể không hiểu ý hắn, nhưng dị thú kinh không phải một kẻ đơn giản, bọn họ không muốn trở thành kẻ thù của ả. Diệp Huyên lại nói, ta sẽ không làm khó các hạ, chỉ cần các hạ không liên thủ cùng dị thú kinh là được. Ông lão vội đồng ý, tất nhiên sẽ không. Diệp Huyên gật đầu, ngoài ra còn một việc nữa, ta muốn mang theo một ít dị thú ra ngoài cùng ta. Giải cứu thế giới. Ông lão chần chừ, sức mạnh của dị thú nơi này e rằng không đủ để chống lại ngũ duy kiếp. Diệp Huyên khẽ thở dài, không được, nếu ông cũng có tư tưởng đó thì thế giới này tàn rồi. Ông xem ta này, sức mạnh tuy chẳng được bao nhiêu nhưng không phải vẫn luôn phấn đấu vì tương lai của thế giới này đó sao? Ông lão khẽ nói, cũng phải. Diệp Huyên chỉ nhìn ông ta, không nói gì. Ông lão nhìn lại, do dự một hồi rồi nói, các hạ, ta không thể theo ngươi cùng đi, nhưng ta có một đứa cháu không nên thân, sẽ bảo nó theo ngươi, góp một phần sức lực cho thế giới này, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên mừng thầm trong bụng, trên mặt vẫn không biến sắc, tất nhiên là được rồi. Ông lão gật gù rồi nghiêng đầu, ra đây. Lời vừa dứt, một vật thể khổng lồ cách đó mấy trăm dặm về bên phải bỗng rầm rầm đứng dậy. Diệp Huyên nhìn nó mà không khỏi ngây ra. Bởi vì đó chính là con vượn khổng lồ hắn từng gặp. Hắn sửng sốt hỏi ông lão, đây là cháu của ông á. Đối phương gật đầu, tên nó là Lệ Viên, trời sinh tính hung ác, tay có thể xuyên trời nát đất, thích ăn núi non. Ở nơi này, nó thuộc về địa thú. Địa thú? Diệp Huyên có phần không rõ, nghĩa là thế nào? Ông lão giải thích, dị thú nơi này chia làm dị thú phổ thông, địa thú, thiên thú và thần thú. Diệp Huyên gật gù, tổng cộng có bao nhiêu dị thú ở đây? Đây là điều hắn tò mò nhất từ trước đến giờ. Ông lão, dị thú phổ thông có hơn nghìn, địa thú chỉ vài trăm, thiên thú không quá 10, thần thú. Chỉ có một. Diệp Huyên vội hỏi, huyền ngoa thuộc về loại nào? Thiên thú, vừa khéo xếp thứ 10, nhưng trí tuệ của nàng ta rất cao, nếu tính thêm vào thì có thể xếp hạng 5. Diệp Huyên gật đầu, xem ra trí tuệ cũng chiếm một phần rất quan trọng. Ông lão quay đầu nhìn con vượn, nó tuy chỉ là địa thú nhưng sức mạnh có thể xếp vào 10 hạng đầu, chỉ là linh khí đang dần biến mất trong những năm gần đây, bản thân nó lại không có kỳ ngộ gì nên vẫn không thể tiến hóa. Diệp Huyên bật cười, tiền bối, cho nó đi theo ta không thành vấn đề, nhưng ông phải đảm bảo nó biết nghe lời ta. Tất nhiên, ông lão gật đầu rồi quay sang, nói một vài điều mà Diệp Huyên nghe không hiểu với con vượn khổng lồ. Nhoáng cái, nó đã biến thành một con khỉ chỉ to xấp xỉ một người trưởng thành, đoạn tung mình nhảy đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, đến đây nào. Vượn ta rất biết nghe lời, đi đến bên hắn. Hắn vươn tay vuốt vuốt đầu, nó cũng không phản kháng. Như nghĩ đến gì đó,
Diệp Huyên gọi Tiểu Linh Nhi ra. Ông lão vừa nhìn thấy cô bé, một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt Linh. Rồi như nhận ra gì đó, đồng tử ông ta co lại, không phải Linh tầm thường. Diệp Huyên nhìn sang, vì sao lại nói vậy? Đôi mắt ông lão không rời khỏi Tiểu Linh Nhi, có phải cô bé đã từng đạt được kỳ ngộ gì không? Phải, Diệp Huyên gật đầu. Kỳ ngộ của Tiểu Linh Nhi chính là đứa nhóc màu trắng trong chiếc hộp kia, không những có phần khủng bố mà huyền khí con bé cung cấp còn đáng sợ hơn cả khí hỗn độn nữa. Nghe vậy, sắc mặt ông lão ra chiều phức tạp, ngày sau, cô bé này có thể tiến hóa đến cấp bậc ngang với Linh Tổ trong truyền thuyết. Linh Tổ là gì? Ông lão nhìn hắn, chính là linh khí chi tổ, có thể tùy ý điều khiển linh khí trong đất trời. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi nhìn lại, nhe răng toét miệng với hắn. Diệp Huyên bật cười, có còn khí tím kia không? Thấy cô bé gật đầu, hắn chỉ vào lệ viên, cho nó một chút đi. Tiểu Linh Nhi nhìn con vượn rồi khẽ cong ngón tay, truyền một luồng khí tím vào cơ thể nó. Quỳnh! Khí vừa nhập thể, máu toàn thân lệ viên bỗng dưng sôi trào. Đây là... Ông lão sửng sốt, run giọng hỏi, đây là... Là khí gì? Diệp Huyên cười đáp, do một nhóc con màu trắng cho, ta cũng không biết nó là gì, nhưng hữu dụng phết. Nhân loại! Ông lão bỗng ồm ồm kêu lên, đây chính là linh tổ chi khí. Linh tổ chi khí đấy. Ngươi lại quen biết với một vị linh tổ ư? Cây ếch không thể nào. Linh tổ. Diệp Huyên trợn to mắt, nhóc con màu trắng kia chính là linh tổ. Chắc chắn là thế. Ông lão nói, ánh mắt khi nhìn Diệp Huyên đã có thêm mấy phần kiêng kỵ. Tên này đều quen biết toàn những nhân vật gì thế này. Điên cuồng quá rồi. Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Linh Nhi, muội còn bao nhiêu linh khí ấy? Cô bé tròn xoe mắt, đủ dùng. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyên bật cười rồi nói với ông lão, ta còn có việc, xin cáo từ tiền bối. Ông ta quay qua dặn dò vượn khổng lồ với vẻ nghiêm nghị, phải biết nghe lời, hiểu chưa? Nó vội vàng gật đầu rồi đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, trông ngoan ngoãn vô cùng. Tiểu Linh Nhi hớn hở hỏi Diệp Huyên, cho nó theo giúp muội nhé. Diệp Huyên cười đáp, tất nhiên là được rồi. Cứ thế. Lệ viên đã trở thành hầu cận của Tiểu Linh Nhi. Một chốc sau, Diệp Huyên đưa Tiểu Phạn rời đi, để lại ông lão nhìn theo bóng lưng họ, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện bên cạnh ông ta. Còn ai khác ngoài Huyền Hoa? Nàng ta dõi mắt nhìn theo, ông tin hắn là chuyển kiếp của vị kỳ nhân kia. Ông lão lắc đầu, có quỷ mới tin hắn. Huyền Hoa bật cười, vậy mà ông còn cho lệ viên đi theo hắn. Ông lão, hắn quá bí ẩn, dị thú kinh trở mặt thành thù với hắn, không khôn ngoan chút nào. Huyền Hoa, ông cho rằng ả ta ngu ngốc ư? Thấy ông ta nheo mắt như đang suy tư gì, nàng ta cười, ả không ngu. Ả vốn có cơ hội kết giao với hắn nhưng lại trở mặt thành thù, mà một thư phòng lại không đến mức khiến ả phải làm vậy. Ông lão bỗng nói, ba thanh phàm kiếm kia. Sắc mặt Huyền Hoa cũng dần đanh lại. Ông lão, Trúc Long đại thần biết hắn, lại còn tặng hắn ba mảnh vảy ngược. Huyền Hoa không nói gì, ông ta tiếp tục, hắn quen biết một vị linh tổ, hắn có truyền thừa của tiên tri, thiên mạch giả cũng đi theo hắn. Đôi mắt ông ta quay sang Huyền Hoa, ta không tin hắn là chuyển kiếp của vị kỳ nhân kia, nhưng ta dám khẳng định nếu hắn có kiếp trước, đó là một người còn mạnh mẽ hơn kỳ nhân. Dị thú kinh quyết định đối đầu với hắn, cho dù vì lý do gì. Trong tay ả còn con bài nào, đều là ngu xuẩn. Bởi chỉ một đoạn nhân quả bất kỳ trên người thanh niên kia đều không phải thứ ả có thể gánh được, cả Huyền Hoa ngươi cũng vậy. Huyền Hoa sao lại không biết ông lão đang nhắc nhở nàng ta đừng sinh ra ý niệm gì kỳ quái. Một chốc sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, khẽ nói kiếp trước kiếp này rắc rối phức tạp, nhân quả dây dưa không dứt. Ông lão, chắc chắn có người đang thay hắn ngăn cản những nhân quả đó. Bằng không thì với thực lực của hắn đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng phải là người mạnh đến nhường nào mới có thể làm điều ấy. Chấm chấm chấm. Khi Diệp Huyên đưa Tiểu Phạn trở lại cửa hàng nhỏ bên sông, nó quả nhiên đã không còn tung tích, cũng may ông lão kia vẫn còn. Diệp Huyên đi đến, đưa ra ba mảnh vảy ngược. Ông lão nhìn chúng rồi nói, một là đủ rồi. Diệp Huyên, còn mấy thanh khác thì sao?
Ông lão tóc bạc nói, chỉ có thanh kiếm sắc này của ngươi mới hợp với mảnh vải. Nhưng đợi một chút, ta sẽ chế tạo cho ngươi một bộ giáp. Diệp Huyên nghe vậy thì mừng thầm. Mảnh vảy ngược này là thứ cứng rắn nhất trên người Trúc Long, mà trên đời còn có vật gì có thể đọ độ cứng với vảy Trúc Long sao? Như biết suy nghĩ của hắn, ông lão nhàn nhạt nói, bàn về khả năng phòng ngự, vảy Trúc Long chỉ đứng thứ nhì trên đời thôi. Thứ nhì ư? Diệp Huyên như bị sét đánh, vội hỏi, còn có thứ cứng hơn cả nó ư? Ông lão gật đầu, có chứ. Đó là gì? Ông ta nhìn hắn, sừng của một cô bé. Đó mới là thứ cứng nhất trên đời. Sừng của một bé gái á. Diệp Huyên ngây ngẩn, đoạn biến sắc, có phải là một cô bé thích ăn kẹo hồ lô không? Sở dĩ hắn nghĩ đến là vì cô bé kia quả thật có một cặp sừng trên đầu. Ánh mắt ông lão xoáy sâu vào hắn, ngươi từng gặp. Hắn gật đầu, phải, ta còn mời nàng ăn kẹo nữa. Ông lão im lặng một hồi rồi lắc đầu, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy chứ? Diệp Huyên. Hắn hỏi, tiền bối cũng biết cô bé ấy. Từng gặp một lần khi còn ở bên ngoài. Diệp Huyên tròn mắt, tiền bối có thể ra ngoài ư. Ông lão liếc hắn, ngươi trông ta giống dị thú lắm à. Diệp Huyên cong môi, đúng vậy, dị thú kinh chỉ có thể vây nhốt dị thú mà thôi. Ông lão lại nói, chờ ta một canh giờ, sau đó ta sẽ cho ngươi thanh kiếm sắc bén nhất từ thời đại bạch ác đến nay. Hơn nữa. Nó sẽ chính là khắc tinh của dị thú. Nói xong, ông xoay người biến mất. Thanh kiếm sắc bén nhất, đồng thời cũng là khắc tinh của dị thú ư. Trong lòng Diệp Huyên dâng lên một nỗi chờ mong. Tuy hắn không biết ông lão này là ai nhưng hẳn phải là một nhân vật lợi hại. Như nghĩ đến gì đó, hắn hỏi Tiểu Phạn, người đánh thắng được ông ấy không? Cô bé gật đầu rồi nhấc kiếm lên như chuẩn bị ra tay, khiến Diệp Huyên nheo mắt. Vội vàng ngăn lại. Tính tình cô bé này cũng không phải dạng vừa đâu. Thấy Tiểu Phạn nhìn sang, hắn nói, ta chỉ hỏi thôi, không phải bảo ngươi đi đánh thật. Cô bé gật đầu. Ánh mắt Diệp Huyên nhìn thanh kiếm gì trong tay cô bé có phần phức tạp. Tuy nó chưa đạt đến trình độ của cô gái váy trắng nhưng nó cũng là một thanh phàm kiếm. Còn bản thân hắn khi nào mới đạt đến? Diệp Huyên lắc lắc đầu. Cảnh giới kiếm đạo khác với cảnh giới bản thân. Đều phải dựa vào ngộ đạo. Trong lòng ngộ đạo, tức thành phàm kiếm. Nhưng nếu không có cơ duyên ấy, có khổ luyện tu hành thế nào cũng không có kết quả. Vì vậy nên hắn cũng không dốc sức tu luyện cảnh giới kiếm đạo làm gì, bởi một khi thời cơ đến thì sẽ thành thôi. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua. Ông lão tóc trắng lại xuất hiện, đưa tay ra. Khi kiếm thiên chu hiện ra, Diệp Huyên phát hiện lưỡi kiếm và mũi kiếm của nó xuất hiện một số mảnh vụn li ti. Ông lão nói, ta đã dung nhập vảy ngược Trúc Long vào lưỡi và thân của nó, khiến độ sắc bén của kiếm này tăng lên không chỉ 10 lần. Nó bây giờ có thể xé xác ít nhất là 90% dị thú nơi này, lại có vảy Trúc Long nên sẽ có khả năng trấn áp nhất định. Tóm lại, nó chính là khắc tinh của dị thú. Diệp Huyên cầm lấy kiếm thiên chu, tay vừa siết lại, một tiếng kiếm minh réo rắt đã vang lên, chấn động tận chân trời. Hắn hưng phấn kêu lên, tốt! Có tử nhân kinh và kiếm thiên chu trong tay, có thể nói dị thú bình thường đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Đúng lúc ấy, ông lão tóc bạc lại cong cong ngón tay, đưa một vật màu đen dung nhập vào giữa trán Diệp Huyên. Cơ thể hắn run lên khi tiếp nhận vật ấy. Giọng ông lão vang lên trong đầu, đây chính là giáp Trúc Long ta tạo ra bằng phương pháp đặc biệt. Nó đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể ngươi, chỉ cần nghĩ đến là sẽ được kích hoạt. Ngươi thử xem. Diệp Huyên làm theo, nhoáng một cái, cả người hắn đã được bao phủ bởi một bộ giáp đen mỏng như cánh ve, không có chút nào khó chịu. Ông lão nhìn hắn, có giáp này, người thường và thần vật tầm thường sẽ không thể dễ dàng gây tổn thương cho ngươi. Nhưng khuyết điểm của nó nằm ở chế tiêu hao năng lượng rất lớn. Lấy thực lực hiện nay của ngươi, chỉ có thể dùng trong nửa giờ liên tục, vì vậy phải chú ý khống chế thời gian. Ông ta lại đưa tay ra. Để thanh kiếm của tiểu thất và thanh kiếm đen xuất hiện. Trong hai thanh này, có một thanh sở hữu sức mạnh đặc thù liên quan đến không gian. Ta đã dung nhập không gian chi lực vào, để nó có thể náu mình trong không gian, hoàn toàn ẩn nấp, ngươi có thể dùng để đánh lén. Thanh kiếm còn lại có sức mạnh thần bí mà ta chưa từng thấy, nhưng theo những gì ta nghiên cứu, nó có thể thanh tẩy. Nói cách khác,
kiếm này chính là khắc tinh của tà vật. Ta đã thêm vào một vài nguyên liệu đặc biệt để nâng cao phẩm cấp của nó, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên. Nói xong, ông ta lại lấy kiếm trấn hồn ra, còn kiếm này trời sinh khắc linh hồn, ta cũng thêm một chút sức mạnh đặc biệt vào để nâng cao phẩm cấp của nó. Ta đề nghị ngươi có thể dung nhập linh hồn mình vào kiếm. Sau khi ngươi và nó hòa vào làm một, sức mạnh của nó sẽ tăng lên thêm một khoảng rất lớn. Bốn thanh kiếm này của ngươi hiện nay đều dưới cấp phàm, chỉ có phàm kiếm trong truyền thuyết mới có thể áp chế chúng. Diệp Huyên thu hồi chúng về, cung kính thi lễ với ông lão, đa tạ tiền bối. Rồi như nghĩ đến gì đó, hắn lấy tử vong chi kiếm ra. Nhưng ông lão lắc đầu, kiếm này tử khí quá nặng, nguyên liệu bình thường không thể dung hợp với nó. Diệp Huyên im lặng. Nó đã đạt đến dưới cấp phàm nhân, nếu có thể tăng lên một chút thì chắc chắn sẽ kinh khủng hơn nhiều lần. Ông lão lại lên tiếng, nhưng có một vật có thể tăng sức mạnh cho nó. Diệp Huyên vội hỏi, là gì? Vong linh thạch. Nó ở đâu? Đối phương lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên. Ông lão tóc bạc, cả người ngươi hiện đã mang trang bị cấp thần, nhưng không có nghĩa là ngươi vô địch. Chưa nói đến nơi khác, chỉ ở nơi này thôi, đã có ít nhất 5 người có thể giết ngươi. Tận 5 người. Diệp Huyên cả kinh, nhiều vậy sao? Ông lão nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyên hạ giọng, tiền bối, đó là những ai? Ông lão, người thứ nhất, đứng bên cạnh ngươi. Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Phản, biết chắc ông ta đang ám chỉ cô bé. Người thứ hai chính là dị thú kinh, chỉ cần ả ta khôi phục được 7 phần công lực, giết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên gật đầu, người thứ ba thì sao? Vị đứng đầu bảng dị thú kia, là dị thú cư ngụ ở Thiên Trạch Sơn, chỉ xếp sau Trúc Long về sức mạnh. Ngươi có rảnh rỗi cũng đừng đi trêu chọc. Diệp Huyên, lỡ như nó trêu ta thì sao? Ông lão thờ ơ đáp, thì để thiên mạch giả ra chém nhau với nó. Diệp Huyên. Diệp Liên đứng ở lối ra của Vĩnh Sinh Chi Địa, cách đó không xa là một cô gái khác. Chính là dị thú kinh. Đậu trên vai ả ta là một con chim nhỏ toàn thân đen nhánh, mọc ra tận 3 cái đầu. Diệp Liên hỏi, ngươi là người phương nào? Dị thú kinh quan sát nàng một phen, ngươi chính là Diệp Liên, muội muội của Diệp Huyên. Phải. Ả ta nhếch mép cười nhạt, nghe nói tình cảm giữa các ngươi rất sâu đậm. Diệp Liên lạnh lùng đáp, thế nào? Ngươi có thù oán với ca ca của ta à? Phải, ả ta gật đầu. Đến lượt Diệp Liên mỉm cười, nên ngươi muốn bắt ta để uy hiếp huynh ấy. Sai rồi. Dị thú kinh lại lắc đầu, ta mà muốn giết ca của ngươi thì cần gì dùng người khác ra uy hiếp hắn? Ta khinh trò đó, hiểu chưa? Diệp Liên lại hỏi, vậy ngươi cản đường ta làm gì? Ta cản ngươi, hắn sẽ đến. Đôi mắt Diệp Liên nheo lại, ngươi muốn dụ huynh ấy đến. Không sai, ả ta cười. Diệp Liên đang muốn ra tay thì bất chợt xoay người, nhìn thấy một con dị thú cách vị trí mình không xa. Nó có mặt người thân sói, khóe miệng nhe ra tay thử xem. Thử thì thử. Vừa dứt lời, Diệp Liên đã biến mất. Dị thú kia tung ra một quyền. Một quầng sáng u ám nổ tung, Diệp Liên trở lại vị trí, đối thủ của nàng bị đẩy đi 10 mấy trượng. Dị thú kinh bỗng lên tiếng, người mạnh hơn ca của ngươi. Diệp Liên quay lại, ánh mắt nàng nhìn ả ta mang theo một tia rét lạnh. Một khắc sau, nàng lại biến mất, con quạ trên vai dị thú kinh cũng cất cánh. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Diệp Liên, tu la thứ trong tay đâm mạnh về trước. Xoẹt! Không gian lõm xuống sau một chiêu này. Quỳnh! Diệp Liên một lần nữa trở về chỗ cũ, con chim kỳ quặc kia bỗng rít lên một tiếng the thé. Không gian xung quanh nàng chợt nứt vỡ khiến nàng phải lùi lại 10 mấy trượng. Vào khoảnh khắc này dừng lại, một cái mõm to như bồn máu đã táp đến. Diệp Liên biến sắc, vội đưa tay ra, tu la thứ hóa thành một tia sáng mở lao tới. Cái miệng khổng lồ kia bị đánh lệch đi. Diệp Liên không dừng lại, dùng hai tay bắt lấy tu la thứ đâm về trước. Xoẹt! Không gian nơi đó lún xuống, một tia sáng mở cực mạnh cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Duỳnh duỳnh! Không gian run lên từng chập, con chim và dị thú hình sói kia bị đẩy văng đi tận mấy trăm trượng, tuy nhiên vẫn không hề hấn gì. Có thể thấy sức mạnh thông thường rất khi tạo thành tổn thương với chúng. Thấy vậy,
Sắc mặt Diệp Liên trầm xuống. Da của lũ dị thú này quá dày. Lúc này, ả dị thú kinh bỗng lên tiếng, ta vốn định giữ ngươi lại để dụ Diệp Huyên kia đến, nhưng nếu ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, một cái bóng mờ đã lóe lên. Đồng tử Diệp Liên rụt lại, lập tức đâm Tu La Thứ về trước. Một tia sáng chói lòa như vầng dương túa ra từ ngọn Tu La Thứ, nhưng khi bóng mờ kia lao tới, nó đã bị chia năm xẻ bảy. Diệp Liên biến sắc, phung Tu La Thứ sang ngang. Một tiếng rên rỉ vang lên khi Diệp Liên bị đánh bay đi mười mấy trượng. Nàng vừa dừng lại đã thấy một cái bóng xuất hiện gần đó, mà Tu La Thứ trong tay cũng đã nứt vỡ. Dị thú ư? Diệp Liên vừa nhìn cái bóng vừa dẫm nhẹ chân phải, hóa thành một tia sáng mở biến mất. Cái bóng kia bất thình lình tung quyền. Chỉ là một nắm đấm đơn giản thôi mà lại khiến không gian trước mặt nó trở thành một vòng xoáy lún xuống. Khóe miệng Diệp Liên nhếch lên đầy dữ tợn, dùng hai tay nắm chặt lấy Tu La Thứ, quy nguyên tịch diệt. Quỳnh! Lời vừa dứt, Tu La Thứ bỗng hóa thành một tia sáng mở bao trùm lấy cái bóng kia. Không gian chấn động kịch liệt như đang gặp phải địa chấn. Một chốc sau, mảng không gian ấy nổ tan tành. Diệp Liên xuất hiện cách vị trí đầu tiên hơn trăm trượng, cái bóng kia cũng tương tự. Diệp Liên mở hai tay ra rồi đập mạnh xuống đất, đại địa tịch diệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả một vùng đất lập tức sụp đổ, một luồng sức mạnh khủng khiếp không ngừng dâng trào về phía phe dị thú kinh. Ả ta khẽ nhíu mày, bước về trước một bước, vung tay lên. Không gian chấn động một cái trước khi luồng sức mạnh của Diệp Liên bị triệt tiêu. Nhưng bản thân Diệp Liên đã biến mất. Nàng không phải hạng ngu ngốc, biết rằng nếu tiếp tục ở lại lấy ít địch nhiều thì căn bản không có hy vọng chiến thắng. Dị thú kinh lại dương mắt, lãnh đạm nhìn về nơi xa, bỏ trốn trong thế giới của ta. Người nghĩ đẹp quá rồi. Vừa dứt lời, ả ta và lũ dị thú đi theo đã lập tức biến mất. Diệp Liên đứng ở lối ra của Vĩnh Sinh Chi Địa, cách đó không xa là một cô gái khác. Chính là dị thú kinh. Đậu trên vai ả ta là một con chim nhỏ toàn thân đen nhánh, mọc ra tận ba cái đầu. Diệp Liên hỏi, ngươi là người phương nào? Dị thú kinh quan sát nàng một phen, ngươi chính là Diệp Liên, muội muội của Diệp Huyên. Phải. Ả ta nhếch mép cười nhạt, nghe nói tình cảm giữa các ngươi rất sâu đậm. Diệp Liên lạnh lùng đáp, thế nào? Ngươi có thù oán với ca ca của ta à? Phải, ả ta gật đầu. Đến lượt Diệp Liên mỉm cười, nên ngươi muốn bắt ta để uy hiếp huynh ấy. Sai rồi. Dị thú kinh lại lắc đầu, ta mà muốn giết ca của ngươi thì cần gì dùng người khác ra uy hiếp hắn. Ta khinh trò đó, hiểu chưa? Diệp Liên lại hỏi, vậy ngươi cản đường ta làm gì? Ta cản ngươi, hắn sẽ đến. Đôi mắt Diệp Liên nheo lại, ngươi muốn dụ huynh ấy đến. Không sai, ả ta cười. Diệp Liên đang muốn ra tay thì bất chợt xoay người, nhìn thấy một con dị thú cách vị trí mình không xa. Nó có mặt người thân sói, khóe miệng nhe ra tay thử xem. Thử thì thử. Vừa dứt lời, Diệp Liên đã biến mất. Dị thú kia tung ra một quyền. Một quầng sáng u ám nổ tung, Diệp Liên trở lại vị trí, đối thủ của nàng bị đẩy đi mười mấy trượng. Dị thú kinh bỗng lên tiếng, người mạnh hơn ca của ngươi. Diệp Liên quay lại, ánh mắt nàng nhìn ả ta mang theo một tia rét lạnh. Một khắc sau, nàng lại biến mất, con quạ trên vai dị thú kinh cũng cất cánh. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Diệp Liên, Tu La Thứ trong tay đâm mạnh về trước. Xoẹt! Không gian lõm xuống sau một chiêu này. Quỳnh! Diệp Liên một lần nữa trở về chỗ cũ, con chim kỳ quặc kia bỗng rít lên một tiếng the thé. Không gian xung quanh nàng chợt nứt vỡ khiến nàng phải lùi lại mười mấy trượng. Vào khoảnh khắc này dừng lại, một cái mõm to như bồn máu đã táp đến. Diệp Liên biến sắc, vội đưa tay ra, Tu La Thứ hóa thành một tia sáng mở lao tới. Cái miệng khổng lồ kia bị đánh lệch đi. Diệp Liên không dừng lại, dùng hai tay bắt lấy Tu La Thứ đâm về trước. Xoẹt! Không gian nơi đó lún xuống, một tia sáng mở cực mạnh cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Duỳnh duỳnh! Không gian run lên từng chập. Con chim và dị thú hình sói kia bị đẩy văng đi tận mấy trăm trượng, tuy nhiên vẫn không hề hấn gì. Có thể thấy sức mạnh thông thường rất khó tạo thành tổn thương với chúng. Thấy vậy,
sắc mặt Diệp Liên trầm xuống. Da của lũ dị thú này quá dày. Lúc này, ả dị thú kinh bỗng lên tiếng, ta vốn định giữ ngươi lại để dụ Diệp Huyên kia đến, nhưng nếu ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, một cái bóng mờ đã lóe lên. Đồng tử Diệp Liên rụt lại, lập tức đâm Tu La Thứ về trước. Ầm, một tia sáng chói lòa như vầng dương túa ra từ ngọn Tu La Thứ, nhưng khi bóng mờ kia lao tới, nó đã bị chia năm xẻ bảy. Diệp Liên biến sắc, phung Tu La Thứ sang ngang. Ầm, một tiếng rên rỉ vang lên khi Diệp Liên bị đánh bay đi mười mấy trượng. Nàng vừa dừng lại đã thấy một cái bóng xuất hiện gần đó, mà Tu La Thứ trong tay cũng đã nứt vỡ. Dị thú ư? Diệp Liên vừa nhìn cái bóng vừa dẫm nhẹ chân phải, hóa thành một tia sáng mở biến mất. Cái bóng kia bất thình lình tung quyền. Chỉ là một nắm đấm đơn giản thôi mà lại khiến không gian trước mặt nó trở thành một vòng xoáy lún xuống. Khóe miệng Diệp Liên nhếch lên đầy dữ tợn, dùng hai tay nắm chặt lấy Tu La Thứ, quy nguyên tịch diệt. Quỳnh! Lời vừa dứt, Tu La Thứ bỗng hóa thành một tia sáng mở bao trùm lấy cái bóng kia. Ầm! Không gian chấn động kịch liệt như đang gặp phải địa chấn. Một chốc sau, mảng không gian ấy nổ tan tành. Diệp Liên xuất hiện cách vị trí đầu tiên hơn trăm trượng, cái bóng kia cũng tương tự. Diệp Liên mở hai tay ra rồi đập mạnh xuống đất, đại địa tịch diệt. Ầm! Chỉ trong một thời gian ngắn, cả một vùng đất lập tức sụp đổ, một luồng sức mạnh khủng khiếp không ngừng dâng trào về phía phe dị thú kinh. Ả ta khẽ nhíu mày, bước về trước một bước, vung tay lên. Không gian chấn động một cái trước khi luồng sức mạnh của Diệp Liên bị triệt tiêu. Nhưng bản thân Diệp Liên đã biến mất. Nàng không phải hạng ngu ngốc, biết rằng nếu tiếp tục ở lại lấy ít địch nhiều thì căn bản không có hy vọng chiến thắng. Dị thú kinh lại dương mắt, lãnh đạm nhìn về nơi xa, bỏ trốn trong thế giới của ta. Người nghĩ đẹp quá rồi. Vừa dứt lời, ả ta và lũ dị thú đi theo đã lập tức biến mất. Một chốc sau, Diệp Liên đang ở nơi chân trời bỗng dừng bước khi nhận ra mình đã xông vào địa bàn của một con dị thú khác. Nó có hình dạng như loài cá, kích thước khổng lồ như một ngọn đồi, vừa thấy nàng đặt chân vào lãnh địa đã vồ tới tấn công. Diệp Liên biến sắc, đan hai tay vào nhau, đẩy về phía trước địa ngục ngự. Không gian trước mặt nàng lập tức trở thành một khoảng đen đặc, có vô số tiếng kêu la thảm thiết vọng ra. Con dị thú kia lao tới. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp chân trời. Diệp Liên liên tục thối lui hơn nghìn dặm. Khi dừng lại thì không gian sau lưng nàng cũng nứt vỡ. Ở nơi xa, con dị thú kia cũng bị những vết rạn đầy mình, điên cuồng gầm lên. Diệp Liên nhìn xoáy vào nó, một tia máu tràn ra nơi khóe miệng. Nàng đã hiểu vì sao rất nhiều người lại táng thân ở chốn này rồi, bởi vì đâu đâu cũng là dị thú cực kỳ hùng mạnh. Nàng lại càng lo lắng cho Diệp Huyên hơn, bởi thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để sinh tồn ở nơi này. Nghĩ vậy, Diệp Liên ngẩng đầu lên quan sát bốn phía. Con dị thú kia lại vọt tới. Nàng nheo mắt, vừa định ra tay thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt, nói với nàng, ca ca ngươi đang ở bên phải, sang đó đi, ta thay ngươi cản nó. Diệp Liên nhìn hắn ta một cái rồi quả quyết rời đi, bởi giờ phút này mà còn đứng lại nói nhảm thì thật là ngu hết thuốc chữa. Tốc độ của nàng như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã biến mất cuối chân trời. Nào ngờ không bao lâu sau, nàng dừng bước, xoay lại nhìn sau lưng trước khi đột ngột ngoặt về bên trái. Nàng không tin bất kỳ ai ở nơi này, tất nhiên bao gồm cả người đàn ông kia. Ở cuối chân trời xa xôi, dị thú kinh bỗng dừng bước, khẽ nhíu mày, lại không đi về bên ấy à? Sau một hồi im lặng, ả ta nhìn theo hướng Diệp Liên rời đi, một cảm xúc khác lạ trồi lên trong mắt, bên kia cũng được thôi. Ả ra vung tay phải lên. Khiến không gian trước mặt nứt ra. Sau khi ả ta bước vào rồi, kẽ hở không gian nhanh chóng khép lại. Mà bên kia, khi Diệp Huyên và Huyền Ngoa cuối cùng cũng xuất hiện ở lối ra Vĩnh Sinh Chi Địa, Diệp Liên và dị thú kinh đã biến mất. Diệp Huyên nhìn quanh, chỉ thấy một đống hoang tàn bốn phía, sắc mặt không khỏi tối sầm xuống. Huyền Ngoa bỗng nói, chạy rồi. Diệp Huyên nhìn sang. Chỉ nghe nàng ta nói, ta đã truyền lệnh để dị thú bên ta ra tay hỗ trợ. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía rồi đưa tay ra, gọi tháp giới ngục xuất hiện. Hắn cong ngón tay, tòa tháp phóng lên cao,
bốn chùm sáng màu sắc rực rỡ bất thình lình xuất hiện quanh nó. Nơi chân trời, một chữ tù đỏ tươi xuất hiện. Giam thiên địa. Huyền Hoa lẳng lặng nhìn sang, cảm thấy hắn đây là muốn liều mạng với dị thú kinh rồi. Đúng lúc ấy, mảnh đất trời này bỗng trở nên hư ảo, chứng tỏ hắn sắp dùng tháp giới ngục để trực tiếp đối đầu với dị thú kinh. Cách xa vạn dặm, ả ta chợt dừng bước, sau gió gương mặt vặn lại trông vô cùng dữ tợn, Diệp Huyên. Hắn đang muốn hủy hoại căn nguyên của ả ta. Dị thú kinh biến mất tại chỗ rồi xuất hiện lại ở lối ra vĩnh sinh chi địa, trừng trừng nhìn Diệp Huyên bên dưới, Diệp Huyên. Ngươi muốn cá chết lưới rách đúng không? Diệp Huyên gằn giọng, dị thú kinh. Ngươi dám động đến muội muội ông đây giết chết ngươi. Lời vừa ra, tiểu phản đứng bên hắn bỗng nhảy vọt lên, vung một đường kiếm về phía dị thú kinh khiến không gian nứt toác. Dị thú kinh thấy vậy thì nheo mắt lại. Ả ta tuy không sợ Diệp Huyên nhưng vẫn có chút kiêng kỵ với thiên mạch giả. Ả ta không dám khinh thường, bèn giẫm chân phải, đưa ngón tay ra ấn nhẹ. Uỳnh! Không gian trước mặt ả ta vỡ tan tành, tiểu phạn dừng lại trước khi vung kiếm. Xoẹt! Không gian nơi chân trời bị tua vụn, kiếm của tiểu phạn đâm tới, dị thú kinh biến sắc, vội lùi về sau. Đúng lúc ấy, một tiếng rít the thé vang lên từ một bên. Tiểu phạn cau mày, vung kiếm chém ngang. Xoẹt! Không gian trăm trượng trước mắt ả ta bị chia làm đôi, tiếng thét thê lương vang vọng. Một cái bóng vụt ra ngoài, chính là con chim ba đầu kia, nhưng một cái đầu của nó đã bị tiểu phạn chặt mất, bây giờ chỉ còn lại hai cái. Tiểu phạn không để ý đến nó mà nhìn chằm chằm vào dị thú kinh. Ả ta nheo mắt lại, bỗng nghe thấy một giọng nói trong đầu, bây giờ ra tay không? Không, không phải thời cơ tốt nhất, ả ta đáp trong lòng. Giọng nói kia, được. Thấy tiểu phạn lại muốn ra tay, dị thú kinh bỗng nói với Diệp Huyên, Diệp Huyên, ta báo cho ngươi hay một tin tốt, muội muội ngươi, Diệp Liên, đã đến Đế Đô Sơn rồi. Đế Đô Sơn ư? Diệp Huyên cau mày, nào ngờ Huyền Hoa lại biến sắc kịch liệt, đến đó mau. Nàng đang gặp nguy hiểm. Vĩnh sinh chi địa là cấm địa của vũ trụ ngũ duy, mà trong vĩnh sinh chi địa này cũng có cấm địa của riêng nó. Đó chính là Đế Đô Sơn. Ở nơi đó có một cường giả siêu cấp nửa người nửa yêu. Mà cường giả này vô cùng không thích có người hay dị thú nào bước vào địa bàn của mình, chỉ cần dám đặt nửa chân vào, chắc chắn phải chết. Bởi vậy mấy ngàn dặm xung quanh Đế Đô Sơn đều không có lấy một con dị thú nào. Mà Diệp Liên lại chạy về phía đó. Diệp Huyên đã nghe ông lão ở cửa hàng rèn thép kia nói, với thực lực hiện tại của hắn thêm vào các loại thần trang thì vẫn không thể chống lại được cường giả ở nơi đó. Diệp Liên bước vào đấy chẳng phải sẽ cửu tử nhất sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.